侠骨肉，请流浪走四方，把头闯只把情丝乱，想把儿女私情放，谁知偏又不能放，为什么我对他总是情难忘，怕风和霜，只怕情丝乱，想把儿女私情放，谁知偏又不能放，为什么我对他是情难忘。Ngày hôm nay ta tạm thời bỏ qua các bối cảnh gia đình, đem bản lãnh để mà quyết đấu cao thấp. Đó là người nói nha. Ai dám đảm bảo càng hôn tập chuyện không gì người mà sao mà Kim Bất Phàm sẽ làm sanh tử trạng, các hậu quả một mình gánh vác, với người khác chẳng có liên can. Hay, có chí khí, như vậy mới đúng là nam tử hán, mới đáng cho ngũ đầu công tử ta đấu với lại người. Đừng có nói nhiều nữa, có thể ra tay chưa? Mời. Du Long công tử quả thật là cao siêu, tư cách phi phạm. Người đã phục chưa? Ngụy Đồng cam bái hạ phong, mai mốt sẽ thọ giáo sau. Kim Bất Phàm thanh minh tại đây, bất cứ kẻ nào làm khó dễ Triệu Yến Linh thì kẻ đã đụng chạm với Du Long công tử ta, thì ta nhất định không bỏ qua đâu. Tiên Anh nhìn thấy tướng người hối hả, mặt mày buồn bực, có phải người chưa hoàn thành nhiệm vụ mượn dao giết người của ta phải không? Dạ, Kim công tử kêu quả thật khó hạ, cả ngũ đầu công tử cũng với bài dưới kiếm của hắn, hơn nữa hắn có càng khôn tam kiệt làm hậu thuẫn, cho nên thuộc hạ không dám hành động cẩu thả, sợ làm hư đại sự. Thật ra ta cũng biết trước sự việc không thể nào suôn sẻ được, không có sao, chuyện này ta có thể xử lý được. Anh bạn kia nếu tới đây rồi, xuất đầu lộ diện đi. Dù Tam Nương là tam đảng đầu của Thiết Kỳ Vệ, quả thật bà ta có sở trường của bà ta, chỉ cần gió thổi cây đồng cũng không qua mặt được tai mắt. Thuộc hạ nhất thời bị người ta theo dõi, xin chủ nhân trị tội. Chuyến này tinh thần của người không có tập trung, lơ là phòng hờ, ta không trách người đâu, lần sau không được tái phạm. Cảm ơn chủ nhân. Tiên Anh,
Ngươi có biết lai lịch của người này hay không? Khải bẩm chủ nhân, người này tên là Giang Hùng, là một biêu đầu đã rời khỏi Trung Nguyên biêu cục từ lâu. Hắn chỉ vì muốn đền ơn cho Triệu Thiên Hào. Lần này Triệu Yến Linh tái biêu về kinh, hắn tự nhận hộ biêu đã phá hoại kế hoạch của chúng ta nhiều lần, phá kế hoạch giết Triệu Yến Linh. Bẩm báo chủ nhân, tên này thì là Tô Căng, dám quấy rầy chủ nhân chống đối với chúng ta, để tiên trần đi lấy cái đầu của hắn. Con người ta, cái đầu có rơi hay không cũng là số mạng của hắn. Chị người ung dung cao quý đẹp đẽ hơn người, một khí thế sang trọng hơn anh. Chắc chắn người là tam nương của tam đáng đầu của Thiết Y vậy. Nhưng mà đáng tiếc, người có biết ta là kẻ nào chăng? Nếu Giang biêu đầu hiểu ta, tại sao không chấp nhận sự thật đi? Dĩ nhiên Giang Hùng không thể lỡ cơ hội đó. Người sử dụng binh khí đi. Hiện tại đương kim võ lâm, những kẻ dùng binh khí không có được bao nhiêu người cả. Nếu như có bản lãnh buộc ta dùng binh khí, hôm nay ta sẽ tha mạng cho người. Mà lãng đạo, đừng có rượt, để hắn đi đi. Thay cho thuộc hạ To Gan, xin hỏi chủ nhân tại sao lại thả hắn đi? Bổn tọa làm như vậy là có lý do của mình, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Tiên anh, có thuộc hạ. Lập tức liên lạc với tứ đảng đầu tới đây họp mặt với ta ngay. Dạ. Dư Tam Nương quả thật không phải là nhàm phà chi phối, bà ta còn dữ tợn hơn là mình tưởng tượng. Mình phải báo cho đoàn người của Tam Tiểu Thời biết, nếu không hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Âu Dương Bằng Hữu, nhìn Giang biêu đầu với sự vội vã như vậy mà trong người còn bị thương nữa, chắc chắn là gặp cao thủ lợi hại. Mà lăng đao pháp của Giang Hùng cao siêu tột đỉnh, đao pháp nhanh nhẹn, người thường không thể nào chống nổi, đánh hắn bị thương càng khó. Theo lẽ kẻ mà hắn gặp là Du Tâm Nương. Chắc chắn là bà ta rồi. Âu Dương Bằng Hữu, con cá lớn mà mình chờ lâu nay cuối cùng đã xuất hiện. Đến muộn còn hơn là không đến. Tư Mã vô tình mình lập tức so tài cao thấp với Du Tâm Nương. Âu Dương Du Địch ta càng muốn gặp bà ta để mà thanh toán. Vậy thì xem ai tốt số có thể gặp con cá lớn này. Âu Dương Du Địch ta sẽ có thời tốt, không lẽ là lại thua cho ngươi hay sao? Ông trưởng quỷ, tại sao bà ấy chưa có tới mà bọn tùy tùng đã tới đầy đủ rồi hả? Kính thưa cô nương, Du Long công tử đã căn dặn các vị là khách quý, khi tới đây tại hạ phải hầu hạ cho thật tốt. Sao là tên dâm hồ phiêu du này chứ, thật là phiền phức. Cái đó có gì là không tốt đâu chứ, nếu trên đi có như vậy hoài, dây đường lên kinh thành mình đâu cần phải lo nữa. Thiệt vậy sao? Kim Bất Phàm làm như vậy nhất định hắn có dụng ý. Chị à, Kim công tử đối đãi với mình như vậy chắc là không có ác ý đâu. Chưa chắc, một kẻ mang quà cáp đến nhà người ta chưa hẳn là hảo ý đâu. Mộng Kiều, từ chối hảo ý của người khác là hành vi mất lịch sự. Hơn nữa, với người với việc không nên có hành động khinh khi như thế này. Có lẽ do em quá nghi kỵ. Nếu như tỷ phu nói như vậy, thì mình nhận hảo ý của Kim công tử đi, ăn một bữa cho no nê. Đúng. Không ăn thì khờ dại, ăn được là có phước. Tất cả đừng có sáo nha, ăn cho no bụng đã. Hả? Cảm ơn các vị đã nể tình. Có việc gì cần tới tại hạ cứ việc lên tiếng nha. Ngon quá. Đúng rồi, vừa rồi cái tên Nam Dương quái đản làm tiểu tình đã trước ở nhà hàng rất là nhiều sơn trần hải vị.
Nếu như mọi ngày đều có thức ăn ngon như vậy á, chưa tới kinh thành nữa thì hộ đồ đã mập lên cả tạ rồi. Ê. Dâm đi đâu? Nó xảy ra chuyện gì? Tam tiểu thư, Dù Tam Nương đã xuất hiện rồi. Hả? Bây giờ bả đang ở đâu? Ở một trấn nhỏ cách đây không xa. Dù Tam Nương chẳng những là mưu mô xảo quyệt, mà võ công còn cao siêu tột đỉnh. Giang hùng ta chẳng nhận được một chiêu nào của bà ta. Bà ta thật là lợi hại, ở trong bình tranh giang hùng đã gặp. Giang Miêu Đầu đã trúng độc rồi. Đây là hàng liên nghĩa độc tán vô tâm thuốc chế. Uống một nửa thoa một nửa, phục dụng sẽ mau khỏi. Cảm ơn nhị tiểu thư. Nè, để tôi xích cho. Vô Tâm Nương, bất luận là ngươi có bản lĩnh gì, Triệu Yến Linh cũng phải bằng một cách đánh với ngươi. Đáng đầu cho mời tại hạ với đoàn cô nương vội vàng tới đây, chẳng biết có chuyện gì. Chuyện quan trọng của quyết thư quan hệ tới tướng quốc của mọi người, mà cũng ảnh hưởng tới tương lai của thiết y vệ. Mình nên có ý kiến nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối phó Triệu Yến Linh. Chắc Tam đáng đầu đã biết Triệu Yến Linh đã có thêm một người mà ai cũng cho là Du Long công tử tới giúp đỡ. Người này khó lòng mà triệt, giả lại phía sau còn có Càn Khôn Tam Kiệt lưng danh giang hồ chống đỡ. Muốn đối phó với họ e rằng không đơn giản đâu. Đối với Du Long công tử, Kim Bất Phàm can thiệp vào chuyện này, hai vị không cần phải lo lắng. Ta đây có kế sách đối phó. Triệu Yến Linh tuy tuổi còn trẻ, nhưng kiếm pháp cao siêu vô cùng. Muốn thu thập hắn e rằng không dễ đâu. Đừng có nâng trí người ta nữa. Nếu như Tam Đảng Đầu mình bắt tay với nhau, đừng có nói chi Triệu Yến Linh, cho dù Triệu Thiên Hào cũng không đỡ nổi. Tài mắt của đoàn đạo tặc đó e rằng không đủ khả năng đâu. Ngũ Đảng Đầu có thể dùng đả thủ bí kiếm chứ. Năm xưa tại hạ đã ngộ sát Nghiêm Trung, dưới sự hòa giải của Đại Đảng Đầu đã được thỏa hiệp. Đoạn Mậu không thể dùng đả thủ bí kiếp nữa. Chẳng lẽ Tam Đảng Đầu không truy tố chuyện đó? Quyết thư là chuyện lớn, chuyện ân oán là chuyện nhỏ. Vì lợi ích của thiết y vệ, đâu thể nào lấy tư hại công. Ngũ Đảng Đầu cứ an tâm sử dụng đi. Hay, hay lắm. Có câu nói này của Tam Đảng Đầu, Đoạn Mậu từ nay không cần phải ngại tới những vũ khí sử dụng nữa. Tam Đảng phải dốc hết khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Không thành vấn đề. Nhưng mà mình phải nói cho rõ ràng trước nha. Sau khi thành công, công lao thì tính làm sao đây hả? Thì dĩ nhiên ba chúng ta chia đều rồi. Được, dứt khoát là như vậy. Như vậy Tam Đảng Đầu chuẩn bị hành động như thế nào? Cái đó ta đây sắp xếp. Mình cứ diễn một màn hội ngộ, trùng phùng chém giết trực diện. Trung Nguyên biêu cục của mình gặp cường địch rất là nhiều. Kẻ mạnh nhất chúng ta có thể hạ được. Ta không có tin Du Tâm Nương nó có khả năng bằng trời. Đúng, bọn mình đối với Du Tâm Nương đó bắt quá liều một phen. Không, nhiệm vụ của chúng ta là mau trình quyết thư lên kinh thành, đích thân trao cho thiết vị tướng sĩ. Triệu Anh Long vạch trần tội ác đầy trời của cha con Nghiêm Trung, chứ không phải là ẩn quán giang hồ bình thường. Tất cả phải đặt đại cuộc lên trên hết, không được hành động cẩu thả. Tuy là nói như vậy, nhưng nó lại luôn luôn xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Du Tâm Nương nếu như đã xuất hiện rồi, vậy thì đôi bên khó tránh khỏi một trận quyết đấu. Chưa hẳn như vậy. Mình có thể không đi con đường sắp sẵn, mình có thể lắp đường khác mà đi chứ. Có lý lắm. Tại hạ đã từng dò xét một con đường bọt, có thể là tránh khỏi Du Tâm Nương. Được, vì để tránh sự chết chóc phi lý, mình có thể theo con đường đó tiếp tục khởi hành. Ta này có ý không có giết Giang Hùng, là muốn hắn về báo cho Triệu Yến Linh biết, để lộ tông tích của ta, để ta đây thu xếp kế hoạch có hiệu quả hơn. Tại hạ còn chưa hiểu, như vậy mình có lợi gì đâu chứ? Triệu Yến Linh biết ta ở đây, chắc chắn thay đổi hướng đi, đi ngay trong đêm chọn đường tránh hướng. Nếu làm như vậy thì mục tiêu giết họ ta đây nhất định thành công. Tam Đảng Đầu, tại sao dám khẳng định như vậy? Nên biết cao nhân rất hữu cao nhân trị. Tuy Triệu Yến Linh thông minh lanh lợi, ta đây để cho hắn biết thông minh lại bị thông minh hại. Chỉ vì tránh những sự chết chóc, dứt khoát phải chọn con đường khác mà đi. Chỉ cần mình hơn họ một bước, bố ráp tất cả mọi thứ ở trước của họ, như vậy càng thuận lợi, nhất cử tiêu diệt bọn họ.
Món kia cô nương, có mệt không? Đi suốt cả đêm mà hỏi mệt hay không? Phí lời quá đi. Sao hả? Muốn cổng ta sao? Không cần biết là mục đích có tới hay không, mình cũng phải giữ sức khỏe mới có thể đối phó được bất trắc. Tất cả hãy ngồi nghỉ chút đi. Được, ngồi nghỉ đi. Ngồi nghỉ đi. Nước nè, uống đi. Nè, thiếu gia, uống miếng nước đi. Hầu đồ, ngươi không mệt sao? Ê, chuyện nhỏ như vậy đâu có đáng kể gì đâu. Lúc hầu đồ còn trẻ hả? Đi mà, 3 ngày 3 đêm mà không có nghỉ ngơi à, nước cũng không uống một giọt nữa đó. Nói giống cái kiểu này, ai mà tin chứ? Ê, nhị tiểu thư à, không tin hả? Ồ, cô có thể dò hỏi xem, cái chuyện đó nhắm mắt cũng thấy nữa. Từ đầu tới cuối thằng Câm cũng có thể nói cho cô biết. Người đã nói quên một người rồi, thằng điếc đó cũng nghe được người nói láo. Tiểu thư thông minh quá, hồ đồ nói như vậy cũng bị cô lật tẩy luôn rồi. Du Tam Nương, con thỏ Triệu Yến Linh, tất cả đường đi nước bước của người nằm ở trong tay của ta đây. Bây giờ đôi bên đã gặp nhau rồi, ngoại trừ chịu giao ra quyết thì, nếu không ta đây không có tha thứ kẻ nào cả. Triệu Yến Linh, bổn tọa cho ngươi một cơ hội nữa, mau giao quyết thư ra đi. Ngươi đừng mơ, cho dù chỉ còn lại một người chốt, ngươi cũng đừng hòng đoạt được quyết thư. Triệu Yến Linh, chỉ cần ngươi trao quyết thư ra, bổn tọa có thể lập tức ra lệnh thả Triệu Thiên Hầu. Từ đó trung nguyên biêu cục của các người có thể nói lừng lẫy thiên hạ. Cái đó nói có lợi hay là có hại, làm gì mà các người cố chấp dữ vậy? Cố chấp cho chính nghĩa có gì đâu là sai. Quyết thư có an nguy tới triều đình, phước hạnh cho bá tánh. Cha con ta biết rõ Nghiêm Tông lạm quyền hại quốc, trước khi bị giam đã căn dặn rõ mục đích của chúng tôi là nhất định phải trình quyết thư này lên kinh thành để vạch trần tội trạng của cha con Nghiêm Tông. Đừng có nói dớ dẫn nữa, kể như bọn người không có biết lịch sự, tự chuốc lấy cái chết. Đừng có nói bổn tọa này ra tay độc ác nghe chưa? Những lời nói láo phét của bà ta nghe nhiều lắm rồi, bà có trò hề gì cứ ra tay đi. Con A Đầu này không biết sống chết mà, chỉ cần bọn người qua khỏi cái ải của ta lẫn tứ ngũ đảng đầu, bổn tọa sẽ cho các ngươi con đường sống. Ngũ đảng đầu, để cho hai đứa con biết trời cao đất rộng kia nếm mùi lợi hại của ngươi đi. Các người có bản lãnh gì, cứ ra tay đi. Đoạn Trang Hồng, ngươi còn nhớ ta hay không? Mối hận thù giữa ta và ngươi, ngày hôm nay thanh toán đi. Lần trước may mắn ngươi đã không chết, hôm nay bổn tọa đưa ngươi xuống Diêm Vương để gặp cha của ngươi. Khốn nạn! Tiểu Cẩn, để ta giúp ngươi. Hay lắm, để bổn tọa đưa hai người xuống Diêm Vương là một đôi quyên ương nha. Một tên giết người khát máu như ngươi, để bổn cô nương này thâu ngươi lại. Triệu Yến Linh càng lúc càng bối rối, đã mệt nhọc lắm rồi, hiện tại đang theo dõi chiến sự, chẳng còn bao lâu nữa tâm trạng của y sẽ chán nản, như vậy sự việc sẽ càng dễ dàng hơn. Sử dụng ngay liên hoàn kiếm chế ngự phi tiêu. Oh!
Cha, Nhị Thúc, con không làm cha với Nhị Thúc thất vọng. Con đã giết được Đoạn Trần Hồng, trả thù cho cha với chú xong. Cha! Bọn ngươi cả gan lắm, dám giết ngũ đảng đầu thế kỳ vậy? Giết một kẻ bại hoại có đáng gì đâu, sau đó là tới phiên ngươi. Sao nghĩ dễ dàng quá ha? Bộ ngươi tưởng bổn tọa dễ đối phó hay sao? Để bổn cô nương coi ngươi cao siêu cỡ nào. Lên đi. Mông Kiều, nghỉ ngơi chút đi, trận này để cho ta. Thái Hán Ảnh, ngươi mà cũng dám đấu với bổn tọa hả? Coi lại cân lượng của ngươi có đủ hay không đi. Nếu như cộng luôn tại hạ, có lẽ là đủ tiêu diệt tứ đảng đầu người chứ. Đừng có nói chỉ thêm một người, cho dù có thêm 18 người, bổn tọa cũng chẳng coi ra gì đâu. Mấy chị em các người chịu chơi với bổn tọa một phen hả? Như vậy càng vui sướng hơn đó. Thế nào chứ hả? Lần tiểu tinh, ngươi không chừa được tính ác ôn, chết tới nơi mà vẫn còn láo khoét. Thay đảng đầu, nói nhiều với kẻ cặn bã vô ích, cứ giết hắn trước đi. Ra tay. Dân Miêu Đầu, lăn về phía trước, tấn công gặp chân. Dạ. Nào, đừng có nhiều chuyện, tứ đảng đầu sẽ có cách, không có cần tới các người đâu. Khói độc. Coi chừng ám khí. Dương Tam Đường, người thật là độc ác, quả nhiên mượn tay người khác để giết ta. Câu này ta nghe quen lắm rồi, biết bao nhiêu người nói như vậy. Thì ra người bắt ta với ngũ đáng đầu uống rượu với người thực tế chỉ là lợi dụng thôi. Mục đích của người là muốn bọn ta đối phó với Triệu Ứng Linh để bọn ta bị tiêu diệt và người độc chiếm công lao. Người nói còn chưa có đủ, độc chiếm công lao đó chỉ là trong những nguyên nhân. Đoạn Tràng Hồng đã có thù giết cha của ta, bổn tọa đâu dễ dàng tha cho hắn. Nhưng mà ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Bởi vì ngươi xưa nay cứ coi đàn bà là trò chơi, còn có ý định tính tới ta nữa. Ta thấy ngươi chướng mắt từ lâu, đúng dịp mượn cơ hội này để triệt tên dâm đảng như ngươi, để hả hơi cho đàn bà chúng ta. Ngươi đúng là một người đàn bà khốn kiếp, sau này ngươi chắc chắn sẽ chết thảm thiết. Cảm ơn tứ đảng đầu quan tâm, hiện giờ ngươi cũng chưa có xong, ta nghĩ ngươi lo bản thân của ngươi trước đi. Dương Tam Đường, ta liều với ngươi. Cái kiểu này giết người tinh xảo, thủ đoạn của thiết kỳ vậy bài trừ dị nghị, quả thật là khiến tôi có dịp nhìn thấy đó. Lão đầu kia, tốt hơn hết im miệng đi, nếu không bổn tọa sẽ cho người đi trước đó nha. Ai da, Du Tâm Nương hăm dọa một ông già dường như là hơi mất tư cách đó nha. Nếu có gan cứ gì đánh thẳng với Triệu Yến Linh ta. Triệu Yến Linh, ngươi thật sự muốn khiêu chiến với bổn tọa hay sao? Ta được biết ngươi đây gan dạ lắm, thông minh hơn người, nhưng mà có đáng cho bổn tọa ra tay hay không đó là điều khác nữa. Nếu không đích thân ra tay thì tự kết liễu đi, là những chuyện xấu làm gì. Du Tâm Nương ở trong thiết như vậy có lẽ là nhân vật quan trọng, người Trung Nguyên biêu cục chúng ta không có thích cái trò hề của ngươi đâu. Ngươi là Triệu Mộng Kiêu đó hả? Bổn tọa đã nhìn thấy rõ, tất cả võ công của ngươi cũng có chút đỉnh trình độ, nhưng mà nếu đem so với Triệu Yến Linh thì ngươi còn thua xa lắm. Ta nhìn nhận võ công của ta còn thua em của ta,
nhưng không có nghĩa là ta thua Du Tâm Nương đâu. Chỉ có cốc nằm đáy giếng mới dám nói chuyện với bổn tọa như vậy. Để ngươi nhìn thấy thực lực của bổn tọa, ngươi sẽ biết ngươi làm lỗi lớn tới cỡ nào. Du Tâm Nương, khỏi cần phải nói vòng vo. Nếu như có bản lãnh thì cứ việc đánh ra đi. Đơn giản lắm, chỉ cần thông qua thử thách của hai sứ giả bổn tọa thì bổn tọa sẽ đích thân ra tài. Được, vậy Triệu Yến Linh đành phải thất lễ. Tuyên Anh, Tuyên Trân, có thuộc hạ. Thử bản lãnh của Triệu Yến Linh để cho bổn tọa coi thử. Dạ, dạ. Du Tâm Nương, uổng cho ngươi là tam đảng đầu của Thiết Y vậy, dám dùng cái thủ đoạn hèn hạ đánh đuối sức đối phương trước như vậy, quả thật khiến cho người ta thất vọng. Âu Dương Như Địch ta cũng thấy hối tiếc. Một con cá lớn mà ta đang chầu chực thì ra cũng chỉ có bề ngoài. Bổn tọa có bề ngoài hay không, bọn người sẽ biết nhanh chóng. Tuyên Anh, Tuyên Trần, mau giết hai tên khốn kiếp đi. Tương lĩnh. Xem ra chắc phải làm phiền bổn tọa đích thân giám định rồi. Triệu Yến Linh cũng đang chờ coi tuyệt chiêu của tam đảng đầu. Được, để tránh cho thiên hạ dị nghị nói tà lớn ăn hiếp nhỏ, bổn tọa xin mời các người nghe một khúc giả thanh ca trước. Nếu nghe xong rồi, việc khác tính sau chưa có muộn. Ây da, tiếng đàn xăm khó nghèo vậy, lập tức lui về đằng sau. Phía sau, giữ toàn lực lượng để tránh cho tiếng đàn làm chấn thương. Trời ơi, chết tôi rồi, chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi. Hai tên sứ giả của Du Tâm Nương khi bắt đầu chiêu bài đã bỏ chạy, thực tế không có dốc lòng chiến đấu. Sự thật mục đích của họ là sao đây? Nhìn cách của hai tên ảo đầu này chắc chắn là muốn kéo dài thời gian. Nếu chân ta và Tư Mã Vô Tình để cho Du Tâm Nương chú tâm đối phó với Triệu Cô Nương. Âu Dương Vô Địch ta không bao giờ mắc mưu đâu. Âu Dương Vô Địch, Tư Mã Vô Tình, nếu có ngon thì cứ đuổi theo đi. Tại hạ còn đang bận việc, không muốn đụng chạm với hai cô. Hai cô cứ tự nhiên. Âu Dương Vô Địch, đối với hai tên quỷ sứ này không hứng thú nữa, để ta tìm Du Tâm Nương có ý nghĩa hơn. Hai tên này xem ra cũng không dại, nhưng trong lúc này trở về cứu Triệu Yến Linh e rằng đã quá muộn rồi. Triệu Yến Linh, con A Đầu quả thật không có đơn giản, quả nhiên thúc động nội khí lấy tiếng hát áp tiếng đàn của ta. Để ta coi người hát được tới bao lâu. Thank you.
Bây giờ chân này khổ rồi, bà ta có phản ứng, dùng tiếng đàn lâu chân để mà chấn áp tiếng hát của tiểu thơ. Tình cảnh như thế này, ta tiểu thơ làm sao mà chịu nổi chứ. Long công tử kim bất phàm. Linh Yến cô nương, cô không có gì chứ? Vậy thì đỡ, nếu không tại hạ bữa nay sẽ triển khai sát giới. Tại sao kim công tử lại biết chúng tôi ở đây chứ? Tất cả cũng đều là cơ duyên, tại hạ tự nguyện đi trước một bước để mà sắp xếp mọi thứ cho chư vị. Được sự cho biết của trưởng quỹ lữ quán, ông ta thông báo là chư vị vội vàng đi ngay trong đêm, tại hạ vì lo cho cô nương xảy ra tai nạn nên mới gấp tìm đến đây. Cũng may là tới đây không có muộn lắm. Tại hạ đã nghe tiếng đàn của Tam Đản Đầu, như là tiếng của sấm sét. Tam Đản Đầu, nếu như là thích thú thì cùng với ta hợp tấu một khúc nha. Rất đáng tiếc, bổn tọa không có thích thú cái này. Xem ra hôm nay Du Long công tử không bỏ qua cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng lắm, không biết Tam Đản Đầu có chịu trọn vẹn hay không. Ta nghĩ tình càng khôn tam kiệt, bổn tọa nể tình một phen. Nhưng mà kỳ sau, bổn tọa hy vọng ngươi đừng có xúi dục chuyện này. Đó là chuyện riêng tư của tại hạ, không có liên can gì tới bậc cha chú. Còn về kỳ sau thì kỳ sau mới tính đi. Kỳ bất phàm, bổn tọa hy vọng ngươi đừng được nước lớn tới, nếu không ta không có nương tay đâu. Kim công tử không ngại có mấy lòng giới thiết hy vệ trợ nghĩa giúp đỡ, Triệu Yến Linh thật là cảm kích. Yến Linh cô nương, không cần khách sáo. Tại hạ có nói, chỉ cần cô không có quên tôi là được rồi. Còn về mặt của thiết y vệ, tại hạ Du Long công tử Kim Bất Phàm đây chẳng có coi họ ra cái thứ gì đâu. Thưa Mã Văn Hữu, ngươi cho rằng con người Kim Bất Phàm này như thế nào? Ngươi cũng bình thường, võ nghệ cũng tạm thôi, nhưng rất tiếc chí khí quá cao, kiêu căng hơi nặng. Âu Dương Du Địch cũng cho rằng như vậy. Hắn ngoại trừ đối với Yến Linh của nương ra, đối với người khác có thể nói thành khi quá mức, chẳng có ai là gì. Âu Dương bằng hữu, mình đang uống là rượu, tại sao lại nghe quá gì chi? Thưa Mã bằng hữu, nếu như ngươi cho rằng ta đang nghe thì ngươi lầm rồi. Nếu Kim Bất Phàm là nhân trung chí lập, Yến Linh cô nương là có hảo ý.
Âu Dương Du Lịch ta dứt khoát nhảy ra hàng ngũ cạnh tranh, mà ta sẽ chúc phúc cho họ. Tại hạ cũng có ý như vậy, nhưng mà chỉ sợ Kim Bắc Phàm đó chẳng có xứng với cô ta. Chúng mình không thể để cho cô ta bị thương hại. Bắt đầu hôm nay, ta phải quan sát thật kỹ con người của Kim Bắc Phàm. Ta đồng ý. Đây, Minh Cảng. mời ngồi, các chị vị ngồi. Ngồi. Tự nhiên làm phiền Dương lão, tại hạ cảm thấy áy náy. Kim công tử nói như vậy quá khách sáo rồi. Nhớ năm xưa Dương Thanh Phong ta quyết định bồn vàng rửa tay, tháo lui khỏi giang hồ, gây cho biết bao nhiêu đối thủ quấy nhiễu ở trong đó, làm cho ta bồn chồn bất ổn. Nếu như không nhờ tôn sư Càn Khôn Tam Hiệp ra mặt dàn xếp giùm, thì Dương mẫu ta đâu có sống được những ngày tháng yên lành như ngày hôm nay. Dương lão, ông quá khách sáo rồi. Bạn bè của tại hạ đây, họ đang bị thương, có thể là nhờ tá túc Quý Trang để điều dưỡng vài hôm không? Cái đó đâu có thành vấn đề, chỉ cần không chê trách Dương gia thô sơ, muốn ở bao lâu cũng chẳng sao. Thì lại làm phiền lão tiền bối. Có gì đâu, Triệu cô nương đã là bạn của Kim công tử thì chẳng phải là người ngoài, cô cứ coi như là nhà của cô là được rồi. Cảm ơn. Không giấu gì với tiền bối, chúng tôi có đụng chạm với Thiết Y vệ, vì để tránh đem lại sự rắc rối phiền phức, chúng tôi quyết định là trị liệu xong là sẽ đi ngay. Ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành. Đừng vội. Nhớ năm xưa Dương mẫu ta cũng đã từng lăn lộn ở trong giang hồ, cũng đã từng xung đột nhiều phen với Thiết Y vệ, cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, tuy Dương mẫu ta đã tháo lui giang hồ, nhưng ở trong trang ta cũng có ít nhiều phòng thủ kỹ, tốt xấu cũng có thể dùng được, tuyệt đối không có vấn đề gì. Dương lão nói đúng lắm. Nếu như Thiết Y vệ thật tình tìm đến đây, tại hạ bảo đảm bắt họ bề dọc bước vô, bề ngang bước ra. Đúng. Chỉ cần Kim công tử là khách ở đây, ngoại trừ họ lên trời mượn sức, nếu không họ không bao giờ dám đụng chạm tới Kim công tử đâu. Triệu cô nương, xin cô ấy yên tâm điều dưỡng, tại hạ nhất định sẽ hết sức chú ý và tuyệt đối bảo đảm sự an toàn cho cô. Kính mật chủ nhân, đoàn người của Triệu Yến Linh và Kim công tử đã bước vô Dương gia tự để trị liệu điều dưỡng. Theo thực trạng mà đoán, trong thời gian ngắn chắc có lẽ họ không rời khỏi chỗ đó đâu. Ở trong Dương gia tự, người có khả năng cao không có bao nhiêu người. Chưởng môn ở đó là một người tháo lui giang hồ từ lâu, Dương Thanh Phong. Chủ nhân minh kiến, chủ nhân ở đó đúng là Dương Thanh Phong. Được, ta biết rõ. Xin hỏi chủ nhân, định dùng thủ đoạn như thế nào để mà đối phó với bọn họ? Người có thông minh tuyệt đối biết tránh kẻ thù mạnh hơn mình, xung đột trực diện. Có người thế này phải biết cách mượn sức dùng sức, biến chủ lực thành phụ lực. Như vậy sự việc của chúng ta mới kết quả mỹ mãn được. Chủ nhân đã có sách kế. Dĩ nhiên, họ chưa nhanh chóng biết được sự lợi hại của bổn tọa. Chị à, Kim công tử đã có lòng giúp cho mình, tại sao chị lại có thành kiến với hắn như vậy chứ? Đó không phải thành kiến mà là kinh nghiệm. Yến Linh, chị hai đã trải qua rồi, tuyệt đối không có lầm đâu. Em đang nghĩ là có phải Kim công tử có dáng vẻ phong độ cho nên đã tạo sự hiểu lầm với chị? Nè, Yến Linh à, không lẽ em chưa biết rõ hay sao? Hắn giúp đỡ cho mình chẳng qua là muốn lấy lòng của em thôi, thật ra không có thật lòng đâu. Kim công tử thật sự là người như vậy sao? Lòng người khó đoán mà. Em còn trẻ, chị chỉ sợ em bị lường gạt thôi, cho nên chị cố gắng để khuyên em. Yến Linh à, em nên biết rằng tình cảm bị đả thương, đó là một chuyện vô cùng đau khổ. Cảm ơn chị quan tâm, em đã hiểu rõ và sẽ cẩn thận hơn.
Ta sẽ giết cặp cẩu nam nữ này. Nếu để cho cô ta biết, trong lòng cô ta chỉ có Triệu Yến Linh, không biết cô ta phải khổ thế nào. Kim công tử bộ có tâm sự à? Triệu cô nương, tại sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Có phải chăng là tiếng sáp của tại hạ làm phiền tới cô không? Yến Linh cô nương, hoàn cảnh ở đây cũng đã quen chứ? Được viên tiền bối khoản đãi chu đáo, Yến Linh cảm thấy cảm kích vô cùng. Vì chuyện của chúng tôi đã lôi kéo cả Kim công tử vô, trong lòng của tôi cảm thấy thì là ai nấy. Đừng có bao giờ nói như vậy. Có thể hiện lực cho cô nương, tại hạ cảm thấy rất là vinh hạnh. Nếu như có thể được ở bên cạnh của cô nương, đó là tại hạ mong chờ từ lâu. Nhà ý của Kim công tử, Yến Linh sẽ ghi khắc ở trong lòng. Vì để tranh thủ thời gian, Yến Linh đã quyết định là sáng sớm ngày mai khởi hành để lên kinh thành. Ồ, nếu như cô nương cần đi gấp, tại hạ tình nguyện khắp tùng với cô để được ra một chút hàm sức. Không, hảo ý của công tử, Yến Linh thì là cảm ơn. Vì việc quyết thư cứ để cho chúng tôi tự xử lý. Yến Linh cô nương à, tại hạ hay lo lắm chuyện, chuốc lấy hậu quả. Dương Thanh Phong ta phải sợ như vậy sao? Dương lão được nhận cảnh cáo, tại hạ nhận được chiếu thiệp, hẹn tại hạ tới Nhị Lan Cốc nhất chiếu. Khốn kiếp hồ đồ, họ đã giết người mình chẳng nói, còn dám khiêu chỉ với Dương công tử, rõ ràng là khi người quá độ. Dương tiền bối, người khiêu chiến này rất có thể là hung thủ đã giết chết quý đệ tử. Nếu là như vậy, ta cũng muốn sẵn đó để mà ta thanh toán cho xong, để thảo lại sự công bằng cho người chết. Thiệt là kỳ lạ, sao chẳng có bóng người nào cả? Bạn bè nào đã như là hẹn với Kim mẫu, Kim mẫu tới đây đúng hẹn, xin mời hiện thân ra để mà gặp mặt đi. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng mà. Hầu đồ, sự thật không đúng chỗ nào? Người nói ra nghe thử coi. Hầu đồ không biết nói sao nữa. Thiếu gia, hỏi Tam tiểu thư sẽ hiểu ngay. Tỷ phu, căn cứ theo sự việc mà xét đoán, sự khiêu chiến với Kim công tử rất có thể là điều hổ ly sơn. Nếu như em đoán không lầm, Dương gia nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Buồn cười, không lẽ Dương Bất Phàm đối phó một chuyện không nổi sao? Bốn của nương hận không đấu được một trận với họ. Mong Kiêu, mọi chuyện nhờ tới người khác cũng không phải là có lỗi, nhưng mà đối phương đã có hành động như vậy, chắc chắn nắm vững lắm, khiến mình khó đối phó. Mình tuyệt đối không thể lơ là chảnh mạng. Thái biểu đầu nói rất là đúng. Tạm tiểu thư, để tôi với Quỳnh Long đi canh giữ cho sự phòng ngừa. Nó xảy ra chuyện rồi, tất cả ra ngoài coi. Ngừng tay! Triệu Yến Linh của Trung Nguyên bị cục đứng ở đây, có ngon thì cứ việc ra tay. Triệu Yến Linh, người thì đúng lúc lắm, hãy mau vào đài quyết thư, nếu không thì đừng trách truy phong thằng bắt đầu đào kiếm vô tình giết tận tới cùng. Quỷ đầu lý, còn nhớ Giang Mậu ta không? Hả? Giang biêu đầu? Đúng vậy, quỷ đầu lý. Tuy người với ta quỷ bất cùng môn, nhưng mà nhớ năm xưa đã từng quen với nhau. Giữa người với ta, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, tại sao phải làm khó dễ chúng ta? Có câu là người không vì mình thì thiên trung đi diệt. Quyết thư trung tài Triệu Linh đó đáng giá tới triệu lương, đừng có trách bọn ta nổi lòng đó nha. Quyết thư có liên quan tới an nguy của triều đình, phước đức của ba tánh, tại sao người lại tham tiền tài bất nghĩa, lại chịu để thế kỳ vậy lợi dụng ngươi vậy? Triệu Ứng Linh, ngươi khỏi cần tỏ lý lẽ với bốn già. Ta nghe không hiểu mà cũng chẳng cần phải nghe. Nếu không chịu giải quyết thư thì bọn ngươi đừng hòng sống sót. Dẹp đi,
Bọn chó điên kia trù hay sủa vậy? Muốn đọc quyết thư của ta hả? Có ngon thì tới đây lấy. Được, đó là bọn người tự nói đó nha. Anh em mình nhào lên đi. Khổ rồi, đã hẹn với ta ở đây, không có lý nào êm đềm vắng vẻ như vậy. Xem ra mình đến trúng điệu hổ ly sơn rồi. Ngươi là Du Lâm công tử hả? Chính tại hạ là Kim Bất Phàm, người của Dương Gia Tự, có phải do bọn người giết không? Nhưng công tử, ngươi khỏi ngầm áo phun người, bọn ta chẳng hề tới Dương Gia Tự. Vậy thì việc phát hiện chiến với ta thì các người không có phủ nhận chứ? Kim Bất Phàm, đừng ăn nói ngược ngạo. Ngươi đề thư bắt anh em đầu lâm của ta cải xưng danh tánh, còn nói nếu như anh em của ta không phục thì ra Nhị Lãng Cốc quyết chiến với người. Rõ ràng người đã gây rắc rối, tại sao đẩy đưa tới anh em đồ lông của bọn ta chứ? Bọn người là anh em đồ lông? Đúng vậy, cái danh xưng này anh em ta đã dùng 20 năm rồi. Ta không cần biết người dùng bao lâu, nhưng mà bắt đầu từ đây các người phải thay đổi danh xưng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đã có tên Du Lâm công tử, mà bọn người đã dùng tên đồ lông thì chẳng khác gì muốn triệt hạ ta. Cho nên các người dứt khoát phải đổi danh, hơn nữa chẳng còn có thể thương lượng. Người đừng nói bậy bạ, tại sao bọn ta phải theo ngươi? Bọn ta chẳng những không thay đổi danh tánh, mà còn phải dạy đời cho một kẻ chẳng biết trời cao đất rộng như ngươi đó. Quan được hết sức, nhưng mà chỉ sợ bọn ngươi không có khả năng đó thôi. Được, vậy thì cứ thử coi. Tất cả phải cẩn thận, coi chừng sát mạng xa. Dương Quý đừng lo, Dương Mừng tới để giải vây cho huynh đệ. Chưa huynh đệ, ngươi tới hay lắm. Vậy thì mình có thể cùng nhặt với cái đám giặc chó này. Quả lực sắc mình sao mạnh quá. Đứng yên. Kim Mậu tha mạng cho các người một phen. Nếu từ nay Kim Mậu còn nghe cái danh xưng đồ lâm thì Kim Mậu bảo đảm các người sẽ chết thê thảm. Đi. Trương đại tướng, một kẻ khốn kiếp chẳng khá xuất sanh, dám bán rẻ anh em, cam làm tay sai cho thiết nghi vậy. Người còn là người hay sao? Là người cũng được, xuất sanh cũng được, chỉ cần ta đoạt được quyết thư, ta sẽ có dạng y triệu lượng. Đến lúc đó ai cũng coi Trương Mậu nhân ta như một đại gia hỏng mặt. Ngươi làm toàn chuyện tán tận lương tâm, cứ chờ mà xem, ngươi chẳng được kết quả tốt đâu. Chuyện của tiểu đệ khỏi cần Dương huynh lao tâm, Dương huynh cứ lo mà bảo trọng sức khỏe đi. Triệu Ứng Linh, nếu muốn giữ mạng hãy trả quyết thư ra cho ta. Muốn mạng thì có, muốn quyết thư hả? Ngươi đừng có hòng. Ta không tin ngươi không sợ chết. Khoan đã, chờ chút. Trương đại hiệp không, Trương đại gia, ông đã điểm nguyệt tam cho thơ nhà tôi rồi, đâu còn sức chống kháng nữa chứ, có đúng hay không? Chuyện đó đương nhiên, huyết mạch đã bị chặn, thực tế không thể nào vận dụng nổi khí. Nếu đại gia thích thú thì cô ta chỉ có nước ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Ông lầm rồi, mà còn lầm lẫn to nữa kìa. Để hồ đồ kể chuyện bí mật cho ông nghe nha. Huyết mạch của tam tiểu thơ nhà tôi biết quy động đó, chỉ cần cô ta đem nội lực đảo ngược vận hành á thì huyết mạch sẽ rời chỗ ngài. Ngươi cho Trương đại tướng ta như thằng khùng chẳng bằng. Trên đời này đâu có chuyện đó chứ. Ơi, không tin hả? Cứ việc thử coi đi. Ông không tin cũng được, đó là ông tự chuốc lấy đó nha. Chứ đừng có trách hồ đồ tôi không có cảnh cáo ông trước hả? Ai thần tin lời quỷ nguyệt của ngươi? Nè, phóng xe hoàng xa. Giết bọn chúng, không chờ một tên.
Hai vị anh hùng, võ nghệ cũng thật là khá ha. Khá hơn ngươi một chút. Đại khái thôi, nhà ngươi cũng đâu tệ lắm. Đúng vậy, nếu như không có bản lãnh thật sự thì đâu có mạo hiểm trùng trùng để mà bảo vệ cho Yến cô nương chứ. Yến Linh cô nương, cũng tại tại hạ không phải, cho nên mới để Thiếu Kỳ vệ xong tới đây. Xin cô nương đừng có bao giờ quở trách. Kim công tử đừng bao giờ nói như vậy. Yến Linh đối với công tử chỉ có cảm kích, chứ đâu có dám quở trách. Vậy thì hay lắm. Vậy thật là hay. Thưa Mã Văn Hữu, cái thứ võ nghệ tầm phàm này ngươi đã học qua chưa? Không có. Âu Dương Văn Hữu, có thể dạy cho tài hạ dạy chưa không? Rất tiếc, Âu Dương Du Lịch ta chẳng muốn dạy. Dù có muốn dạy cũng không biết dạy thế nào. Nếu làm như vậy chỉ có nước chịu thiệt. Âu Dương Văn Hữu, tài hạ muốn mời ngươi đi uống rượu, ngươi không phản đối chứ? Dĩ nhiên, chỉ sợ rượu nhắm vào mùi, mùi vị thay đổi. Đi đi. Thật là không ngờ Du Tam Nương quỷ quyệt gian xảo, biết dùng điều hổ ly sực để mà gạt tại hạ đến Nhị Lan Cốc, rồi sau đó lợi dụng Hoàng Phong Thập Bát Đào để mà xông vào Dương Gia Tự và đoạt lấy huyết thư. Đúng là bỉ ổi hèn hạ. Vì đạt mục tiêu bất chấp thủ đoạn, đó là cái tác phong xưa nay của Thiết Y Vệ. Tuy là lần này họ chưa có đoạt được mục tiêu, nhưng mà Du Tam Nương chưa có chịu buông tay đâu. Du Tam Nương dám đụng với Kim Bất Phàm ta, bà ta từ nay sống chẳng có được yên ổn đâu. Yến Linh cô nương, tại hạ quyết định cùng với cô để mà lên kinh, được ở bên cạnh của cô để mà đối phó với Du Tam Nương đến cùng. Kim công tử đã giúp cho chúng tôi quá nhiều rồi, Yến Linh thì không dám làm phiền nữa. Không, là tại hạ tình nguyện để làm như vậy. Vì Yến Linh cô nương, tại hạ nhất định không có ngại bất cứ giá nào. Bất Phàm cương quyết không chịu đi khỏi, mà còn vì Yến Linh làm ra mọi cách. Cái đó đủ cho thấy hắn sự thật yêu Yến Linh. Hèn chi người ta thường nói, một khi đã yêu không do dự gì cả, trong lòng đã yêu không than không trách. Nhưng mà không biết tại sao mình vẫn cảm thấy hắn đối với Yến Linh không có đơn giản, vừa không thực tế. Không lẽ mình có thành kiến với hắn hay sao? Mong kìa cô nương. Có chuyện hả? Tại hạ cảm thấy cái công tử đối với Yến Linh cô nương đã có ý lắm. Đó là chuyện của ta, không có cần ngươi lo. Đúng là tại hạ không quyền hỏi tới. Ta chỉ lo cho Yến Linh cô nương bị tình gò bó, rồi móc mua bị lừa. Đó là chúng tôi quan tâm mới đúng, đâu có cần ngươi lo tới. Mình ai cũng là vì bạn bè quan ngại mà. Bạn bè? Bạn bè lo tới chuyện gia đình của người ta hả? Tôi... Ngươi thế nào? Ta lại cảm thấy ngươi lạ lùng hơn kia Bất Phàm đó. Tôi có chỗ nào khiến cho bọn kia cô nương cảm thấy kỳ lạ vậy? Ta hỏi ngươi, thù cha của ngươi đã trả rồi, tại sao không chịu đi đi? Tại hạ có thể đích thân giết Đoạn Tràng Hồng để trả thù, đó cũng là nhờ cô lẫn Yến Linh phụ giúp. Hiện tại hộ tống huyết thư lên kinh thành sắp sửa hoàn thành, tôi không thể nào không làm trong bổn phận của mình chứ. Tuy Đoạn Tràng Hồng có mối thù không đội trời chung với ngươi, nhưng hắn là đại địch của Trung Nguyên biêu cục. Vì cái tên đại họa này chưa phải là hoàng chỉ giúp ngươi đâu. Một kia cô nương, bất luận thế nào cái nghĩa này tôi không thể nào dám quên đâu. Tùy ý ngươi, đâu có liên quan tới ta. Một kia cô nương, tại hạ tôi cẩn, ta muốn yên tĩnh một chút, ngươi đừng có làm phiền ta nữa. Thôi được, một kia cô nương, tại hạ không làm phiền nữa đâu. Con người của Tiểu Cẩn cũng được lắm, tại sao mình đối xử với hắn như vậy?
Chuyện này đâu thể trách ai được. Tôi đã có cái dĩ vãng đau thương như vậy. Tôi không thể chấp nhận mối tình của hắn nữa. Rõ ràng đã hẹn với ta ở chỗ này mà bắt ta phải chờ tới 3 ngày cũng không tới. Muốn chọc tức ta chết mà. Ê, Chấn Hoài, xem kìa, ở dưới kia có một cô đẹp quá. Ê, cô gái này á, một mình tới chỗ vắng vẻ này mà lại đem theo binh khí kìa. Cô chỉ không phải chịu bỡ đâu. Sợ gì chứ, y có vũ khí, mình có cô ý. Lên. Ê. Ê, bé gái à, sao một mình ngồi ở đây vậy? Có phải chờ người yêu không? Mắc mới gì tới người? Tránh ra. Ê dạ, cô gái này cũng dữ dằn lắm nha. Ê, mặc kệ nó như thế nào, như vậy mới có vẻ chứ. Ê, cô nương à, ngồi một mình ở đây vừa quạnh hiu vừa buồn tẻ. Không thì cho tôi giúp vui nha. Được, vậy thì hai người muốn đưa bổn cô nương đi đâu đây? Ê, dĩ nhiên là tay nắm tay, tốt hơn hết là để đại gia mầm cô đi, như vậy mới thật mật chứ. Được nha. Ủa? Đồ khốn nạn, tự giết người. Kẻ hạ đại thiệt đuôi mụ, xin cô đừng hãy tha thứ. Tha cho người cũng được, nhưng mà các người hãy đi ngay. Nếu như không, bổn cô nương không tha đâu. Đi. Cô nương có ơn không giết, tại hạ chẳng có gì đền đáp, nên đem hộp này tặng cho cô nương nè. Xin chuộc tội với cô nương. Ê, mau mau chạy. Để hai tên hại lưu các người sống sót, sau này không biết bao nhiêu cô gái vô tội bị ám hại. Đáng đời. Bản lãnh tốt, khả năng hay. Người là ai? Tiền hành sứ giả của tam đảng đầu thiết y vệ, dù tam nương đại tọa. Rồi thì sao? Ta thừa lệnh của chủ nhân, mời hàng cô nương cùng với ta tới gặp chủ nhân một phen. Tại sao người lại biết ta họ hàng? Tiếng tâm của cô nương lừng lẫy, gia chủ của ta đã hâm mộ từ lâu, dĩ nhiên đâu có thể nào không biết. Ta với thiết y vệ không có qua lại và cũng không có liên can. Người về báo cho chủ nhân biết hàng Minh Châu ta không thích thú qua lại với các người. Nếu như hạng cô nương không chịu tới gặp gia chủ của ta, e rằng sẽ ân hận suốt đời đó. Thế nào, không lẽ người lại muốn ép buộc ta đi? Hạng cô nương võ nghệ cao siêu, bản lãnh tuyệt vời, tại hạ đâu có dám cưỡng bức. Thì ra là không có gan dạ. Có phải là hạng cô nương định tìm Kim công tử hay không? Thế nào, người biết hắn ở đâu? Đương nhiên, gia chủ của ta mời cô nương tới chính là vì chuyện này. Được, ta sẽ theo người tới gặp Vô Tâm nương. Mời hàng cô nương. Võ công hay lắm. Hậu thế của Càn Khôn Tam Kiệt quả nhiên ai cũng xuất sắc phi thường hơn cả lời đồn. Vô Tâm nương, bà cho người mời tôi tới đây chỉ là để thử võ công của tôi thôi hả? Vì tiểu sự an toàn, bổn tọa bắt buộc phải làm như vậy. Xin cô nương hãy thông cảm nỗi khổ cho bổn tọa. Vì muốn tìm Kim Bất Phàm, trải qua thử thách như vậy sao? Ta không hiểu sự thật là thế nào. Bởi vì bổn tọa lo ngại cho hàng cô nương đấu không lại tình địch của mình. Bà nói như vậy nghĩa là gì? Nếu như hạng cô nương tới đây thì bổn tọa phải tiếp đãi cho chu đáo. Nói thiệt cho hạng cô nương biết, hạng cô nương ngày đêm nhớ nhung trong lòng Du công tử. Du công tử đã yêu người khác rồi. Nói vậy, hạng Minh Châu ta cùng lớn lên với Kim Bất Phàm, hai người là kim mai trúc mã. Hơn nữa, hắn đã từng cam kết dứt khoát cưới ta làm vợ, không bao giờ có chuyện yêu người khác mà hủy đi cam kết đâu. Hạng cô nương quả nhiên là ngây thơ. Cái thứ lời lẽ của đàn ông đó cô tin được hay sao? Hơn nữa, chuyện tình cảm, lấy tình cảm ra để phán xét.
Trong lòng Kim công tử cho rằng Triệu Yến Linh là người lý tưởng nhất của cậu ta. Triệu Yến Linh là ai đây? Là con gái của Trung Nguyên đại nhất kiếm Triệu Thiên Hào, có danh xưng là giang nam đệ nhất nữ hiệp. So với Hàng Minh Châu ta, không lẽ không bằng đại yêu đầu hay sao? Chưa có chắc đâu, Kim công tử không có nghĩ như vậy. Kim công tử thật là hồ đồ đó nha. Ta không tin, ta không tin. Đây chính là sự thật. Nếu như Hàng cô nương không có tin, có thể thử cậu ta một phen. Làm sao thử? Tại hạ có thể phái Tiên Anh Thiên Trâm đưa Hàng cô nương đi gặp Kim công tử. Lúc đó Hàng cô nương sẽ hiểu rõ sự thật hơn. Được, bây giờ ta lập tức đi ngay. Mời Hàng cô nương. Ý, đây không phải là sứ giả của Du Tâm Nương Tiên Anh Tiên Trâm sao? Tiên Anh Tiên Trâm xuất hiện ở tại đây, đủ để thấy Du Tâm Nương đang ở vùng này. Nếu tôi bảo bằng hữu nói vậy, tôi mới tìm thử vùng này coi, thử thời một phen. Biết đâu chừng tìm ra con cá lớn này cũng chưa hẳn. Tính vật này, ở đâu mà người có đây? Ở đâu có được cái này không quan trọng. Điều quan trọng là mời Kim công tử tới Hồ Hoa Sen cách đây 8 dặm để gặp chủ nhân của tính vật này là Hàng cô nương. Minh Châu, tại sao cô ta lại tới đây? Hàng công tử tới đó thì sẽ hiểu ngay. Xin lỗi, tại hạ không có được rảnh. Kim công tử, Hàng cô nương có mối tình sâu sắc với cậu, cậu từ chối như vậy có lẽ hơi bạc tình đó. Kim mậu nhân không thể nào trúng điệu hổ ly sơn kế của các người nữa đâu. Kim công tử, xin tha cho Yến Linh nói thẳng. Yến Linh cho rằng cậu hãy nên đi gặp Hàng cô nương để tránh cổ hiểu lầm và giận dữ. Tại hạ đã nói rồi, không thể dễ dàng rời khỏi bên cạnh của Yến Linh cô nương đâu. Tuy Hàng Minh Châu cùng với tại hạ xuất từ đồng môn, nhưng mà chẳng có mối tình riêng tư. Mặc kệ cô ta có hiểu lầm hay là giận hờn đi nữa, tại hạ cũng không cần thiết đâu. Kim Bất Phàm, ngươi thật quá đáng. Minh Châu, đừng kêu ta. Hàng cô nương, tình trạng hồi nãy chính tay cô đã nghe rõ rồi, nhìn thấy rồi. Làm thế nào thì cô tự quyết định nha. Triệu Yến Linh, ngươi ra đây cho ta. Minh Châu, không được vô lễ với Triệu cô nương. Vô lễ thì sao? Cái thứ đàn bà đoạt người yêu của người khác, không lẽ ta phải cảm ơn nữa sao? Kim Bất Phàm, anh binh vực cho cổ, thì tôi nhất định phải giết chết người đàn bà này mới được. Ông Dương Vô Địch, Tư Mã Vô Tình, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng lại chống đối với Thiết Y Vệ. Bổn tọa bữa nay không muốn động tới sát giới, đôi bên mình tới đây chấm dứt thế nào? Du Tâm Nương, ngươi nghĩ cách này quá chu đáo. Lúc nãy ngươi muốn mượn kẻ khác để mà lấy mạng hai bọn ta, nhưng chưa được toại nguyện. Hiện tại tới phiên bọn ta cho ngươi biết Vô Tình Tâm Nguyệt Kiếm và Âu Dương Bí Kiếm này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế nào? Không chơi hả? Có thể đo sức với hai cầu thủ đó là một điều hãnh diện. Ta đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Vậy tại sao Tam lắc đầu? Ta nghe nói kiếm thuật của hai vị hôm nay gặp được mới biết đó là sự thật. Do cử chỉ của hai vị xuất kiến mà xét đoán. Hôm nay rõ ràng ta thấy phong cách của hai vị thật là phi phạm, tuyệt đối không phải những người tầm thường mà so sánh được. Ta tin tưởng đường kim võ lâm không có ai địch nổi khi hai vị bắt tay song đấu đâu. Tư Mã Bằng Hữu, xem ra bữa nay mình đã gặp một con cá rất là lớn, hơn nữa là một con cá rất là mưu trí. Chẳng những đa trí, hơn nữa còn lão lực vô cùng. Vài ba câu nói đã khiến cho mình tiến thoái lưỡng nan. Nếu hai chúng mình bắt tay song kiếm thì trở thành song nam kích nữ, khó tránh được sự phỉ báng. Nếu như Âu Dương Bằng Hữu nhận thức được điều này, cứ để cho một mình tại hạ lãnh giáo cao chiêu của Tam Đẳng Đầu. Không, Âu Dương Du Lịch xưa nay đối với cấm cầu đã quá kiên nhẫn. Âu Dương Bằng Hữu cứ nhường cơ hội này cho ta đi. Hai vị khỏi cần phải kể, nhưng nhìn sẽ mất hòa khí đôi bên. Ta có một cách này, để cho hai người tự chứng minh coi ai có đủ bốn cách ra tài trước, để cùng ta đôi chiêu cao thấp. Kim Bất Phàm, ngươi thiệt binh vực cho nó. Minh Châu, nghe ta giải thích đi. Ta không nghe, hôm nay ta nhất định giết chết Triệu Yến Linh. Mắc cười, ngươi đòi giết Triệu Yến Linh hả? Ngươi có khả năng hay sao? Một tên tải biêu trong giang hồ, có bản lĩnh tới đâu? Không lẽ hạng Minh Châu ta không đủ khả năng hay sao? Ngươi tự cho mình cao siêu, ngươi chẳng qua là một con a đầu nhà quê thôi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là một con a đầu nhà quê, sao hả? Từ trước tới nay không ai dám nói với ta những lời như vậy. Ngươi đã dám nói ra những lời đó thì đừng có trách tự chuốc họa vào thân. Bốn cô nương Triệu Mộng Kiêu đã lớn lên bằng cơm bằng nước, xưa nay không có sợ ai đâu. Ngươi có khả năng gì cứ đem ra đi. Hai vị cô nương, đâu cần gì chuyện nhỏ như vậy mà làm mất vui cả đôi bên chứ. Ta nghĩ là tất cả đừng có gây gỗ nữa có được không? Chuyện này còn chưa rõ ràng, ta không có bỏ qua đâu. Triệu Mộng Kiêu, ta chờ ngươi bên ngoài, nếu sợ chết thì đừng có sao. Minh Châu, Minh Châu. Chị à, đừng có hành động cẩu thả, mất công gây thêm phiền phức. Yến Linh, em cũng hiểu rằng không phải những lời lẽ mà chị đấu đâu, mà vì sự sống của biêu cục chúng ta. Nếu như ta không có ra tay đối phó, chẳng khác gì để cho Minh Châu nó khi dễ mình. Mong kêu, Trung Nguyên biêu cục của mình không phải một ngày một buổi có thể nổi tiếng. Người ta muốn nói gì mặc kệ người ta đi. Hàng cô nương là bạn của Kim Công Tử, anh khuyên em bớt nóng nảy, đừng làm cho Kim Công Tử phải khó xử. Đúng rồi, Minh Châu là gia sư tôi, cháu ruột của Hàng Bạch Ngọc, nóng nảy bồng bột, hơn nữa tuổi trẻ không có biết chuyện. Vừa rồi có chỗ nào phật lòng, tôi xin thay thế cổ xin lỗi với Mộng Kiêu cô nương. Chuyện khác thì xin lỗi thôi, nhưng cổ đã kêu chiến với tôi trước, không lẽ bỏ qua hay sao? Về cái chuyện này tại hạ biết xử sự thỏa đáng, xin cáo từ. Chị đã nói rồi, khi mất phạm thế nào cũng gây rối cho mình, bây giờ em có thấy hay không? Chị à, đó là chuyện riêng của Kim Công Tử, hơn nữa hắn đã giúp mình quá nhiều, chị đừng có so đo nữa nha. Người kêu ra thì không sao, còn cái thứ không mời tự nhiên tới thì là tráo trở. Minh Châu à, ta muốn gặp Triệu Mông Kiêu, người ra đây làm gì? Không lẽ người muốn giúp cho Trung Nguyên biêu cục để đối phó với ta? Minh Châu, nói gì kỳ vậy, ta đâu có thể nào làm như vậy. Vậy ra đây làm gì? Minh Châu, anh không phủ nhận những lúc gần đây anh và người của Trung Nguyên biêu cục có một chút thân mật, đó là hoàn toàn anh bất mãn Thiết Y Vệ thủ đoạn độc ác, xảo quyệt gian manh. Anh cũng vì bất mãn cho nên là mới giúp cho họ thôi, chứ thật sự không có mục đích gì khác. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Sự thật là như vậy mà. Đừng có giở trò đó nữa, hàng Minh Châu này không có dễ bị lừa đâu. Bộ tưởng em không biết anh là Kim Đại Gia Phong Lưu hay sao? Tại vì anh đã chọn Triệu Yến Linh cho nên mới tránh mặt em. Đâu có chuyện đó chứ. Minh Châu à, làm sao em biết chuyện như vậy chứ? Anh còn không nhận. Ây da, thiệt tình, chuyện đó hoàn toàn là do đồn đãi mà, anh làm sao mà giải thích đây? Không có thì tốt, vậy anh hãy về chung với em đi. Không, Minh Châu à, em hãy về trước đi. Anh còn một chút công chuyện, đến khi anh lo xong rồi, anh lập tức sẽ trở về Điêu Diêu Cốc. Nói cả buổi chẳng qua cũng không muốn rời khỏi Triệu Yến Linh. Được, em lập tức về giết nó ngay. Không được, em không thể đi. Em nhất định phải đi, tránh ra. Trừ khi là em giết chết anh, nếu không, anh không tránh. Anh tưởng là em không dám, tránh ra. Được, Kim Bất Phàm, anh vì một tên biêu đầu đó mà động tới dao kiếm với em, em sẽ giết chết anh trước rồi mới thanh toán với Triệu Yến Linh. Thank you.
giờ như vậy là có chuyện rồi. Hạng cô nương đánh với Kim công tử sao lại như vậy hả? Hay giờ có gì đâu là lạ, chỉ có hai người đó chỉ là đùa giỡn thôi, chứ đâu có phải là đánh nhau. Cũng có lý, có lẽ hai người họ đang xung đột. Hạng cô nương thì trách Kim công tử đã thay lòng, Kim công tử lại cản Hạng cô nương, có lẽ hai người họ đánh thiệt đó. Chị nói cũng có lý, nhưng mà cái chuyện này trước sau cũng là tại vì Triệu Yến Linh. Nếu không phải tại cổ, Kim công tử không bao giờ ra tay vậy đâu. Im miệng, hai người còn nhiều chuyện, ta sẽ giết hai người trước. Wow, Hạng cô nương đã nổi giận rồi kìa. Tiên Trần, ta nghĩ chúng ta hãy rút lui thì tốt hơn. Muốn làm dữ thì làm dữ với lại Triệu Yến Linh đi, tại sao lại làm dữ với mình? Đúng là thành môn thất quả, quả lây tới thì tạp. Chị nói đúng không? Chúng ta đi đi. Đi. Kim Bất Phàm, em kêu anh lập tức tránh ra. Nếu như không thì đừng trách kiếm em vô tình. Không, bất cứ thế nào anh cũng không để cho em làm có dễ Yến Linh đâu. Anh chết đi. Bất Phàm, anh tại sao anh không tránh? Chỉ cần em tin tưởng, anh bị thương một chút có đáng gì đâu. Dạ, hãy để em cầm máu rồi em đưa anh về trị thương. Minh Châu à, xin em hãy thông cảm, bây giờ anh không thể nào rời khỏi được. Tại sao? Bởi vì anh đã hứa với Yến Linh cô nương là bảo vệ cho họ rời khỏi địa phận của nơi này. Anh không thể nào mất uy tín. Chuyện tới nước này mà anh vẫn còn lo cho Yến Linh. Yến Linh, trong thâm tâm của anh còn sự tồn tại của anh sao? Kim Bất Phàm, bây giờ anh bỏ đi trước, anh cứ đợi mà coi đi, anh nhất định sẽ hối hận. Minh Châu, ngươi vừa nói có cách làm cho ta và Tư Mã Băng Hữu chứng minh coi ai có khả năng có thể đọ chiều cao thấp với lại người. Không lẽ ngươi bắt bọn ta đứng đền áp rồi sao? Hai vị không có nhiệm vụ nào cả, nếu như chấp nhận thử thách, ta đâu có thể làm cẩu thả, làm trễ nải chút thời gian đó của hai vị. Xin hai vị ráng đợi thêm một chút nữa. Chỉ cần đấu với nhau, đâu có cần thêm nhiều rắc rối như vậy. Không thôi, Tam Lẫn Đầu ở giữa, ta lẫn Âu Dương Băng Hữu chọn một người để mà ra tay. Hai vị không cần phải vội, việc ta đã sắp xếp xong rồi. Hai vị nhìn đi, đây là thạch quá biến mà Võ Lâm đều biết tới. Chỉ cần có thể dùng sức chưởng thẳng vào thạch quá biến thì ta sẽ thấy rõ công lực của hai người. Công lực nào thấp, công lực nào cao, đủ khả năng, đủ tư cách đấu với ta. Cái cách này quả thật là mới mẻ đó. Ta cũng cảm thấy rất là ngộ nghĩnh. Ta cũng biết hai vị không phải là người nói xong rồi bỏ. Sự sắp xếp của tài đầy, ta đã suy nghĩ quán triệt. Hai vị cứ chuẩn bị đi, cứ tự nhiên chia nhau thử thách. Mời Tam Lẫn Đầu giám khảo mạnh yếu. Mạnh yếu hay dở không có quan trọng. Ngươi nói vậy là sao hả? Bởi vì không cần phải phân biệt người chết nữa. Nội lực của hai vị đã bị thạch biến hóa hút hết rồi. Bây giờ cái chết đã gần kề, còn làm phiền tới ta giám khảo cao thấp, còn có ý nghĩa gì nữa đây? Âu Dương Du Địch, ta không bao giờ tin lời sáo quyệt của ngươi đâu. Sự thật hơn là hùng biện. Hai người nhanh chóng biết rõ những gì ta nói sự thật hay là giả. Du Tâm Nương, ngươi hèn hạ lắm. Tư Mã Vô Tình, Âu Dương Địch, xưa nay các người cứ chống đối với Thiết Y Vệ, tạo tiếng tâm lẫy lừng. Bây giờ các người chỉ có chiêu thức chứ không có nội lực. Nếu như muốn khôi phục lại nội lực trước đây, ít ra phải điều trị vài canh giờ. Nhưng rất tiếc, ta không để cho các người có cơ hội đâu. Du Tâm Nương, Âu Dương ta không muốn nghe người nói dớ dẫn nữa. Ngươi muốn ra tay, cứ việc nhào vô. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Giết bọn họ. Hừ.
ta đã bắt cô của Dương Tâm Nương. Từ bà Văn Vũ trong lúc gặp nạn, vì để giúp cho bạn bè thoát khỏi được một kế sau của Dương Tâm Nương, bất chấp dùng sự tối hậu, xô ta ra khỏi vòng dây, rồi tự hiến thân hiểm cảnh. Từ bà Văn Vũ, ta không nên kêu người là Tư Mã Vô Tình, mà phải sửa thành Tư Mã Đa Tình mới đúng hơn. Từ bà Văn Vũ, mối đại ân này của người, Âu Dương Dương ta khắc cốt ghi tâm. Nếu như người bị bất hạnh, ngày sau Âu Dương Dương ta sẽ thảo lại sự công bằng cho người. Dương Tâm Nương khốn kiếp! Thật không ngờ Vô Tình kiếm Tư Mã lại là một kẻ trọng tình nghĩa như vậy. Vì để giúp cho Âu Dương Địch thoát chết mà chịu hy sinh bản thân của mình, Tư Mã Vô Tình, ta muốn giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng mà người muốn chết hả? Không có tội nguyện cho người đâu. Tư Mã Vô Tình, từ nay người sẽ trở thành con rối của ta. Ta không những lợi dụng người để đối phó với Triệu Yến Linh, đoạt lại quyết thừa để lập công, mà còn khiến người trở thành một sát thủ khiếp sợ nhất trong võ lâm. Đỡ lắm, bị thương không có nặng, cũng may Kiều công tử đã tránh né được nhanh. Không, thực tế tại hạ không muốn tránh né, nếu không làm sao mà trúng kiếm. Đúng, nếu Dương công tử muốn tránh né, bất cứ ai cũng không thể đánh được Dương công tử đâu. Dương lão quá khen, tại hạ nể tình Minh Châu là cháu của gia sư, nói đúng hơn cũng chính là em ruột của ta, cho nên là không có so đo với cổ. Vì chuyện của Minh Châu, khiến cho Yến Linh gặp nhiều rắc rối, tại hạ xin chân thành cáo lỗi với cô nương. Kim công tử đã quá khách sáo rồi, chuyện như vậy đâu có thể nào trách công tử. Tục ngữ có câu lễ nghĩa do người, nhưng mà công tử lễ nghĩa quá làm cho tôi đây rất là ngạc nhiên. Cho dù Minh Châu có lỗi, nhưng chuyện đã qua rồi, đâu có cần công tử cáo lỗi đến không ngừng. Cũng bởi vì ta cảm thấy rất là bất ổn, mà lại vì Minh Châu gây sự vô cớ, cũng hoàn toàn là do Tam Nương sách động ly gián mà thôi. Dù Du Tam Nương ly gián thế nào, sách động như thế nào, cái đó thế nào Kim công tử bất tiện nói ra hả? Vậy để tôi nói thế cho cậu. Cậu đã thích em gái của tôi, cho nên Hàn Minh Châu đã tới đây để hạ thổi cậu, có đúng hay không? Đúng. Dù Du Tam Nương còn cố ý sách động để Minh Châu hiểu lầm với Yến Linh, hy vọng như vậy sẽ dẫn tới xung đột dữ dội, có đúng không? Ừ, đúng là như vậy. Kim công tử và Hàn Minh Châu đúng là một cặp hôn tình từ nhỏ tới lớn, có đúng vậy không? Đúng. Không đúng, không đúng. Tại hạ và Minh Châu chỉ là bạn bè. Cũng không đúng, phải nói là anh em mới đúng. Anh em hay là bạn bè? Không lẽ Kim công tử không phân biệt rõ ràng hay sao? Tôi và em Châu là bạn bè, mà cũng là anh em. Quan hệ thật là phức tạp. Tôi thấy Minh Châu rất là thân với công tử lắm đó. Cũng vẫn được. Nếu như cô ta có mối tình sâu sắc với Kim công tử, vậy thì công tử càng yêu cổ và càng chiều chuộng cổ mới đúng. Đúng, ta phải nhất trí, không tỏ lòng, yêu. Liễu Cẩn, ai nói chuyện với người mà ngươi xen vô? Im cái miệng của ngươi đi. Kim công tử, suy ra cho cùng, xảy ra mọi chuyện hôm nay là do một tay của cậu gây ra. Mong kia cô nương, có lẽ là thành kiến với ta quá sâu đậm rồi. Ta cho rằng tất cả mọi chuyện thị phi đều hoàn toàn do một tay Tam Nương tạo ra mà thôi. Bất luận như thế nào, ta cũng nhất định tìm ra Du Tam Nương để mà hỏi cho minh bạch. Điều này ta biết, Kim công tử nắm chắc là tìm được Du Tam Nương hay sao? Du Tam Nương gây sự dớ dẫn, không những là làm phương hại tới danh nghĩa của Yến Linh cô nương, mà còn làm mất mặt của ta nữa. Ta phải dùng tất cả mọi quan hệ, ta cũng nhất định phải tìm cho ra bà. Du Tâm Nương rất là xảo trá, thì là khó đối phó. Kim công tử, ngươi phải cẩn thận đấy nha. Cảm ơn Yến Linh cô nương quan tâm, xin hẹn ngày tái ngộ. Xin cáo từ. Xin mời Kim công tử. Lời lẽ vừa rồi của Tam tiểu thư đã căn nhắc tôi hiểu rằng Du Tam Nương quả là một tên đại ma đầu, nham hiểm độc ác, thủ đoạn xảo quyệt. Bả nhất định còn gài những cái cảnh độc hơn để mà ám hại mình, cho nên là ta đây càng phải nhất định giết bả. Giang Biêu Đồng, định rời khỏi Đồng Biêu à? Tại hạ đánh tiền phong để mà dò được. Nếu như có tin tức gì, lập tức về báo ngay, như vậy mới được tiền hô hậu hủng. Cho nên nhờ Tam tiểu thư nán lại một hôm rồi mới đi.
Vậy thì phải làm phiền giam nguyêu đầu, nhưng mà phải nhớ kỹ, không nên quá mạo hiểm, chuyện gì cũng phải cẩn thận trên hết. Xin Tam tiểu thư yên tâm, giang hùng xin cáo từ trước. Liêu Phước đã thông kinh mạch cho hắn. Dạ. Cứ để cho hắn nghỉ ngơi đi. Hai canh giờ sau cho hắn uống thêm liều thuốc thứ hai. Dạ. Tư Mã Vô Tình đã uống thuốc mê hồn tán. Đó là do ba vị thuốc thượng thượng với cộng lại sự bào chế của ta. Uống xong rồi hoàn toàn quên hết mọi chuyện ngày xưa. Cho dù hắn có nhớ lại cũng chỉ hồ đồ mê man, không có thể nhớ rõ. Sau hai canh giờ nữa, Tư Mã Vô Tình sẽ tỉnh lại. Lúc đó cho hắn uống thêm 7 loại thuốc có tính chất làm mê tinh thần, cộng thêm thần tiên quang hoàng do các loại phấn hoa chế ra. Tính tình hăng say không thể kiềm chế được. Uống một lần giữ được tình trạng này 3 ngày. Xin hỏi chủ nhân, nếu như 3 ngày sau Âu Dương Vô Tình không chịu uống thuốc này nữa thì phải làm sao? Yên tâm đi, trong thần tiên quan u hoàng đó có phần của yến thú hoa, uống xong rồi sẽ nghiện. Chỉ cần hắn uống thêm vài liều, sau này chúng ta không cho, hắn cũng tự đoạt lấy mà. Nếu nói vậy, Tư Mã Vô Tình khó thoát được sự khống chế của chủ nhân hả? Sự việc không có dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu. Tư Mã Vô Tình đã mất thần trí, không có chịu nghe lời bất cứ ai đâu. Cho nên cần phải cho hắn uống thêm cửu ưng phong hoàng mật, sau đó dùng mùi thơm của yến thú hoa tạo sự chú ý của hắn. Do đó, người nào trong mình có mùi thơm của hoa thì Tư Mã Vô Tình sẽ chịu nghe lời của người đó. Tư Mã Vô Tình đã mất hết tâm trí, sau này có còn dùng được kiếm không? Không những là được, ngược lại còn khiếp sợ hơn trước đây. Tư Mã Vô Tình không còn tâm trí sẽ biến thành không có cảm giác, không có tình cảm gì cả. Nội tâm của hắn không biết gì là sợ, chỉ biết tấn công, không biết tự thủ. Trên đời này không có ai đỡ nổi sự tấn công liều mạng của hắn đâu. Chủ nhân muốn lợi dụng hắn để đối phó với Triệu Yến Linh, bao gồm tất cả những kẻ chống đối với ta. Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch đã gây được cảm tình sâu sắc với người Trung Nguyên biêu cục, cho nên đối phương tuyệt đối không có nhẫn tâm ra tay. Nếu làm như vậy, chủ nhân sẽ nắm thắng được cục diện. Đúng, nếu như Tư Mã Vô Tình ra tay giết người một cách phi tánh người, cho dù 10 triệu Yến Linh cũng không thể cản nổi hắn. Vậy thì phen này Triệu Yến Linh chắc chắn phải chết. Hà được Triệu Yến Linh, quyết thư sẽ về tay ta, đại công thuộc về của ta. Từ đó đại điểu tứ quốc trừ đi được một đại nạn, sẽ trọng thưởng cho ta. Tới chừng đó không có thiếu phần của hai người đâu. Cảm ơn chủ nhân. Có lẽ các cực đã mừng quá vội rồi. Thì ra Tam đảng đầu ngồi đây để hưởng thụ. Tại hạ vì muốn thanh toán cho xong một việc, có lẽ tốn nhiều công phu mới thành tựu. Không được vô lễ với chủ nhân của ta. Tiên Anh Tiên Trân, không được vô lễ với Kim công tử. Lui ra đi. Dạ. Có được Du công tử đại giá hoàng lâm, không biết có gì chỉ dạy. Tại hạ tới đây để mà hạch tội người. Ồ, ta làm Phật lòng công tử hồi nào vậy? Ngươi đã sách động ta để mà làm xung đột với sư muội của ta Hàn Minh Châu. Còn phao tin nói rằng Du Lâm công tử ta có quan hệ bất bình thường giữa Triệu Yến Linh và phá hoại danh dự giữa ta và Triệu Yến Linh. Kim công tử, nếu vì chuyện này mà công tử đến đây để hạch hỏi ta, công tử lầm người rồi. Chuyện này ta chỉ nghe người khác nói lại thôi. Thiệt sao? Tuy ta cũng là phận gái, nhưng công tử cũng phải nên hiểu rằng ta không phải con nít dám làm không dám nhận. Khốn kiếp, thật sự là ai gan như vậy hả? Dám vô cớ sanh sự, ta nhất định không để cho hắn yên đâu. Ngày xưa có câu: chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Chúng ta là người ở trong giang hồ, khó tránh được sự đồn nhảm bậy bạ. Ta cũng khuyên Kim công tử
Về chuyện này không nên truy tố nữa. Không, ta nhất định truy tố cho tới cùng mới được. Nhưng tên này không có dễ đụng chạm đâu. Dù Lâm công tử Kim Bất Phàm ta đâu có phải là thứ nhàm bở. Thôi được, nếu như công tử muốn dứt khoát như vậy, canh giờ đầu đêm nay xin công tử tới đây thêm một phen nữa. Tam đảng đầu muốn dụng quản binh chi kế. Ta đâu cần phải làm những chuyện thừa thải như vậy. Nếu như công tử sợ thì công tử cứ rút lui đi. Tức cười, ta chưa có bao giờ sợ ai, và cũng chẳng có sợ người bỏ trốn đi mất. Ta cho người biết đêm nay ta nhất định tới đúng hẹn. Mời Kim công tử. Kim công tử đúng là một người giữ uy tín. Nếu như ta có hẹn, ta không thể nào bỏ qua. Tam đảng đầu, người sứ giả mà người nói bây giờ đang ở đâu? Kim công tử thật sự muốn gặp hắn sao? Ta nhất định phải gặp. Rủi ro xảy ra chuyện bất trắc thì ta làm sao ăn nói với Càn Khôn Tam Kiệt đây? Chuyện đó người khỏi cần lo, đây là chuyện cá nhân riêng tư của ta, không có liên can tới gia sư. Tam đảng đầu, người có việc kêu người đó ra đây cho ta đi. Được, xin mời công tử đợi một chút. Là Tư Mã Vô Tình. Kim công tử đã từng gặp hiệp sĩ này chứ? Ta đã từng gặp hắn một lần. Kim công tử có biết Triệu Yến Linh là đối tượng yêu chuộng từ lâu của Tư Mã hiệp sĩ hay không vậy? Ta chỉ biết hắn và Âu Dương Vô Địch đã bảo vệ cho Triệu cô nương từ lâu và lo lắng rất là đủ điều. Còn về nội tình ra sao thì ta chưa có biết rõ. Ở trong lòng của đàn ông, tình địch còn căm hận hơn thù hận nữa kìa. Tư Mã hiệp sĩ có thể xả thân như vậy, không có hề rời bước. Kim công tử là một người thông minh, chắc có lẽ không có cần ta nói nhiều nữa. Mỹ kiều thục nữ, quân tử hiếu cầu, đó là một chuyện hẳn hồi rồi. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể đeo đuổi những gì mà mình yêu thích. Ta đây cũng không bao giờ tin Tư Mã Vô Tình là một người mất phong độ như vậy. Kim công tử không lẽ không từng nghe, tình cũng có thể khiến cho người ta chết, cũng khiến cho người ta sống. Cho dù làm những chuyện động trời đi nữa, người ta cũng không có ngạc nhiên. Kim công tử không tin tưởng, ta có thể dẫn chứng cho công tử thấy. Triệu Yến Linh là người Tư Mã hiệp sĩ yêu nhất trong đời, có phải vậy không? Đúng. Kim công tử hống hách ngang tàn, đoạt lấy của người khác, người cảm thấy bất mãn, có phải vậy không? Phải. Nếu là vậy, cho nên người đã nhờ bổn tọa tìm Hàn Minh Châu nói rõ vụ này để được minh bạch, có đúng không? Đúng. Lời của Tư Mã hiệp sĩ Kim công tử nghe rõ chứ? Ta có nói láo hay không vậy? Ta thì là không ngờ Tư Mã Vô Tình không biết phải trái trong ngoài khác nhau, quả thật khiến cho ta rất là thất vọng. Khoan đã, Tam đảng đầu, có gì chỉ dạy nữa đây? Sự việc còn chưa giải quyết, Kim công tử muốn bỏ đi sao? Ta không có so đo những người tiểu nhân như vậy. Nếu mà ta không đi, còn chờ cái gì nữa đây? Kim công tử muốn đi, e rằng Tư Mã hiệp sĩ không có chấp nhận đâu. Ta không có bao giờ vô ý thức giết người như vậy đâu. Muốn gì nữa đây? Về chuyện này để ta hỏi qua ý kiến của Tư Mã hiệp sĩ đã. Tư Mã hiệp sĩ, Kim công tử rất bất mãn về cách làm của người. Hắn muốn tranh đoạt Triệu Yến Linh với người, cũng không có dễ dàng buông tha cho cổ, có đúng không? Đúng. Nếu như vậy, người muốn đáp lễ với Kim công tử, có đúng không? Đúng. Bọn tôi dễ để cho người nói giết là giết sao? Dù Tam Nương, ta đã phát giác người là một người sợ thiên hạ yên tĩnh. Đó là ý kiến cá nhân của Tư Mã hiệp sĩ, Kim công tử không thể nào phiền trách ta được. Tư Mã hiệp sĩ, người muốn giết Kim công tử thì mau ra tay đi. Đi đi. Được lắm, ta cũng rất là muốn lãnh hội kiếm pháp siêu việt của người. Đêm nay ta sẵn đó tội nguyện luôn.
đấu đi. Đấu càng quyết liệt thì càng hay. Đấu tới một mất một còn thì càng thấy thích thú hơn nữa. Tư Mã hiệp sĩ, ngươi muốn giết Kim công tử thì mau ra tay đi. Đi đi. Được lắm, ta cũng rất là muốn lãnh hội kiếm pháp siêu việt của ngươi. Đêm nay ta sẵn đó tội nguyện luôn. Đấu đi, đấu càng quyết liệt thì càng hay. Đấu tới một mất một còn thì càng thấy thích thú hơn nữa. Ừ.
Vô tình kiếm của Tư Mã Vô Tình quả thật danh bất hư truyền. Cho dù Kim Bất Phàm đỡ được những chiêu tấn công liên tiếp của hắn, cũng không thể đỡ nổi những chiêu khác được. Không xong rồi, Tư Mã Vô Tình cứ tấn công như vậy là muốn cùng ta ôm nhau mà chết. Không lẽ hắn liều như vậy sao? Cách đánh liều mạng của Tư Mã Vô Tình quả thật không có đỡ nổi đâu. Ta cũng muốn xem thử Kim Bất Phàm ngươi có thể đỡ được bao lâu đây. Đừng có được nữa, Liêu Phước, đem hắn vào trong đi. Đừng có quên cho hắn uống thuốc đúng giờ nghe chưa? Dạ. Đi. Các người đã thấy rõ và đáng sợ hay chưa vậy? Tư Mã Vô Tình sẽ trở thành người giúp cho ta đắc lực nhất. Mã Văn Hữu, người cứ yên tâm. Chỉ cần Âu Dương Du Lịch ta còn hơi thở, ta cũng giết chết Vô Tâm Đường để mà trả thù cho người. Âu Dương Du Lịch, Kim công tử. Khoan đã. Chuyện gì? Thái độ của Kim công tử sao mà mất thương thì quá vậy? Gặp người không có phong độ, ta không cần phải nể nàng. Âu Dương Du Lịch ta có cho nàng mất phong độ chứ? Tư Mã Vô Tình là người bình sanh, ta thấy mất phong độ nhất, tư cách lem nhem, bây giờ đã rõ hết. Người và hắn thân như ruột thịt, chắc chắn cũng không tốt lành gì đâu. Ngươi cứ lăng mạ ta chẳng sao, nhưng ngươi không nên làm nhục Tư Mã Vô Tình. Không cần phải tự giác rồi mới dị tha. Tư Mã Vô Tình trọng sắc khinh bạc, kêu ta làm sao mà tôn trọng đây? Im đi! Ngươi thật là muốn đánh với ta? Ta và ngươi không phải cùng hạng người. Âu Dương Du Lịch ta không muốn gây thêm phiền phức nữa. Nếu như ngươi cứ sử dụng Âu Dương Du Tình ta, ta sẽ tính tiếp với ngươi. Ta không có bao giờ nói chuyện thị phi, dám nói dám chịu. Tư Mã Vô Tình tự chịu xa đọa, đầu phục Du Tâm Đường. Bậy bạ, tưởng Âu Dương Du Lịch ta sẽ tin lời của ngươi sao? Vết thương trên mình của ta hoàn toàn là do Tư Mã Vô Tình gây nên. Nếu như ngươi không tin thì ngươi cứ nhìn cho kỹ đi. Thì cái chuyện như vậy hoàn toàn là sự thật, ta không cần thiết phải gạt người. Ta hoàn toàn không có háo danh. Chuyện này là do Yến Linh cô nương biết, nói cho cổ biết phải phòng ngừa. Cáo từ. Nhìn cái nói đầy căm phẫn của Kim Bất Phàm, có vẻ không phải dối trá. Tư Mã Vô Tình đang bị gặp hoạn nạn cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà đầu phục Du Tâm Nương khiến người ta khó tin tưởng. Thực sự là thế nào đây? Âu Dương Du Lịch ta phải điều tra mới được. Lạ quá, sao không có ai vậy? Ơ quê, ngươi là ai đây? Vậy ngươi là ai? Ở ta là quản gia. Du Tâm Đường đâu? Du Tâm Đường, Du Tâm Nương chỉ là khách ở đây thôi, nhưng mà đã đi hết rồi. Du Tâm Nương đã đi từ lâu, có đuổi cũng không đuổi kịp, như vậy phải tính sao đây? Mục tiêu của Du Tâm Nương là Quý Thư, chỉ cần theo dõi Yến Linh cô nương thì chắc chắn tìm ra Du Tâm Đường. Mông Kiêu, đằng trước có chuyện kìa. Hey! Tất cả chú ý,
mau lên giúp họ đi. Không, mình đang có nhiệm vụ quan trọng, nên giữ thân trước, không nên nhúng vào chuyện người khác. Tỷ phu, anh vô ngày chưa có bao lâu, về luật lệ có điều cục anh chưa am hiểm hết. Chỉ cần phát giác được người cướp điều, bất cứ có quan hệ gì hay không cũng phải ra giúp đỡ. Đó là nguyên tắc của đồng nghiệp đó mà. Ờ, thì ra có luật lệ như vậy à? Tất cả lại một. Chết rồi, đã trúng kế. Rất tiếc, các người biết đã quá muộn. Nếu như muốn sống, hãy giao quyết thư ra đi. Thì ra, các người là tại sao có thích như vậy? Tuy người nói, chỉ cần đoạt được quyết thư, thì hoàng điếu ta trong giang hồ sẽ có tiếng tăm lừng lẫy. Giết cho ta. Tất cả hãy lui về, để thủ phóng tiễn. Triệu Uyển Linh, người muốn yên thần, ta đây là Bạch Thổ Tấn Tràng, không để cho người yên đâu. Triệu Uyển Linh, vì huynh đệ của ta, người sẽ phải trả một giá rất là đắt. Triệu Uyển Linh, sẵn sàng thọ giáo. Cung tiễn thủ chuẩn bị bắn. Ngừng đây. Du Long Cộng Tử. Chính là tại hạ Kim Bất Phạm. Bạch Hổ Bang đã xưng hùng một phương, tội gì phải bán mạng cho Thiết Y vậy? Hoàng Bang chủ làm như vậy, không sợ mất uy danh của quý bang hay sao hả? Ừ, vậy. Triệu cô nương là bạn của tại hạ, xin bang chủ hãy nể tình tại hạ một lần, bỏ qua đi có được không? Càng khôn tam kiệt tiền bối, trước đây đã có ơn nghĩa với anh em hoàng điếu, nay Du Long Công Tử đã lên tiếng rồi, hoàng mẫu dứt khoát nể tình. Nhưng mà Triệu Uyển lên đây đã giết chết nhị đệ của ta rồi, mối hận này phải tính sao? Khi khác ta sẽ đích thân tới để mà tạ lỗi với quý bang. Được, câu nói này của người, chuyện hôm nay chấm dứt tại đây. Đi. Đi, 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 mày đi, mày đi, đi, mày đi. Cảm ơn Kim Công Tử đã dạy gì. Tại hạ đã nói rồi, có thể là hiệu lực được cho Triệu cô nương, đó là vinh dự của Bất Phạm ta. Tại hạ có nhiều việc muốn nói cho Yến Linh cô nương biết. Yến Linh cô nương, từ nay cô phải lưu ý con người của Tứ Mã Vô Tình, cô biết chưa? Ủa, hắn thế nào? Con người của hắn đã cam chịu sa đọa, đã đầu phục Du Tam Nương rồi. Không thể nào. Tư Mã công tử là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, không thể nào làm chuyện phi nghĩa như vậy. Thì phải rồi, chuyện đùa như vậy chắc còn tức cười hơn con mèo hai đuôi nữa đó. Tại hạ không bao giờ đem chuyện đó để nói đùa đâu. Vết thương trên mình của ta là do Tư Mã Vô Tình gây nên. Yến Linh cô nương, tại hạ ở canh một đêm qua. Thì như vậy sao? Theo sự phán đoán của tôi, Tư Mã Vô Tình không phải là người như vậy đâu. Chẳng lẽ tại hạ tự làm cho mình bị thương rồi đổ oan cho Tư Mã Vô Tình hay sao? Yến Linh cô nương, cô cho rằng tại hạ là một người như vậy à? Không, Yến Linh rất là tin tưởng công tử, nhưng mà cái chuyện này xảy ra quá đột ngột, Yến Linh có thể chấp nhận. Nếu như không phải đích thân tại hạ trải qua, tại hạ tuyệt đối cũng không tin. Tam tiểu thư, cái chuyện Tư Mã Vô Tình quả thật là có tráo trở. Hồ đồ nghĩ rằng ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Bất luận là thế nào cũng phải điều tra cho rõ việc này. Giang Biêu đâu, xin mời ngồi. Không cần khách sáo. Tại hạ có chuyện rất là quan trọng báo cho Tam tiểu thư biết. Xin Giang Biêu đầu cứ nói. Sự việc rất là quan trọng. Hôm qua là đại thọ 70 của đoạn trưởng Thiên Dương Lộ Bá Thiên, Đại Bình Dư Trấn. Đoạn trưởng Thiên Dương Lộ Bá Thiên có thể nói là lừng danh giang hồ, một võ lâm tiền bối có địa vị rất là cao và được rất nhiều đồng đạo kính nể. Trong khi tới võ lâm, thiên tần lẫn tứ đại hầu của vùng Hồ Quảng, nếu không phải là người nhà cũng là đệ tử của ổng, cho nên trong ngày đại thọ ai cũng phải tới đó để mà chúc thọ. Trong cái khung cảnh vui mừng nhộn nhịp, lúc đó Lộ Bá Thiên đang vui vẻ nhận sự chúc thọ của các giới, tự nhiên có một người mang một cặp tay đứt đoạn đúc bằng vàng y.
Lúc đó làm cho mọi người rất là khiếp sợ. Thôi chết rồi hết sức nói mà. Vừa biết người ta còn một bàn tay, lại mang quà đó tặng cho người ta, rõ ràng là mỉa mai quá rồi. Ừ, thông thường mà nói, những người có trí thức, khi người ta bị như vậy thì không bao giờ mỉa mai người ta. Tặng đồ như vậy có lẽ có dụng ý khác. Thiếu gia, bàn tay của Lộ Bá Thiên là do tự ổng chặt mà, không phải là bẩm sinh đâu à. Hồ Đồ, sao ngươi biết như vậy? Dĩ nhiên là nghe từ bạn của Hồ Đồ, Lãnh Diệm Diêm La, Dạng Kiếm Thù nói thôi. Hắn nói con người của Lộ Bá Thiên này, tuy rằng hào hiệp chính nghĩa, nhưng tánh tình càng bỉ, ỷ mạnh hiếp người. Con người này, ai cũng phải kiêng nể đó. Hồ Đồ, ngươi nói những chuyện đó với ổng, chặt bàn tay, có liên quan gì không? Ỷ, dĩ nhiên là phải có rồi. Bởi vì tánh tình của Lộ Bá Thiên càng bỉ, lúc nào cũng tự phụ kiêu căng, không bao giờ chấp nhận ý kiến của người khác, cho nên là tự động ổng chuốc hậu quả thôi. Hồ Đồ, có phải là Lộ lão tiền bối đã làm sai điều gì cho nên mới tự trừng phạt vậy không? Tam tiểu thơ quả thật là thông minh, hãy đoán là trúng rồi. Nhiều năm trước đây, Lộ Bá Thiên bởi vì không có chịu nghe lời khuyên, lỡ làm một việc đáng tiếc, sau đó tự cảm thấy không còn mặt mũi nữa, chán nản vô cùng, ổng tức tưởi cho nên mới tự chặt bàn tay của ổng. Thật là đáng tiếc, người trong võ lâm giang hồ đâu có tránh được đụng đao đụng kiếm, chặt đứt bàn tay thì cuộc đời hết rồi. Ê, nhị tiểu thơ đã lầm rồi. Lộ Bá Thiên tự chặt bàn tay không những không làm tổn hại danh xưng, trái lại còn được danh xưng là Đoạn Trưởng Thiên Dương nữa đó. Sao kỳ vậy? Bởi vì Lộ Bá Thiên lẽ ra đã có một cái địa vị ngưỡng cao ở trong giang hồ, đứa cháu nuôi lẫn hai đại tử đều là giang hồ hào kiệt, hùng cứ một phương, có biệt danh là Tứ Đại Hầu, có một vùng Hồ Quảng thế mạnh hùng hậu. Đất Hồ Quảng đó ai cũng dành nhau để mà tôn sùng. Có một số người ăn học càng đem cái hành động mà tự ổng chặt tay đề cao là những cử anh hùng lấy lực. Xưa nay A Vua và Nịnh Bợ ổng. Thật ra Hồ Đồ cho rằng Lộ Bá Thiên đã lỡ giết người tốt, lẽ ra đáng bị trừng phạt như vậy. Có người A Vua mù quáng, có người hiểu biết sự việc, dĩ nhiên là có mỗi góc độ khác nhau. Nhưng mà danh xưng của Đoạn Trưởng Thiên Dương không có thua xúc gia sư Càn Khôn Tam Biệt đâu. Một vị tiền bối có địa vị ở trong giang hồ như vậy, ai dám ở trong ngày đại thọ của ổng lại tặng một món quà kỳ vậy chứ? Đúng là Tam tiểu thư. Giang Biêu Đầu, ngươi nói đùa cái gì vậy? Sự việc quan trọng như thế này, tại hạ không dám nói đùa. Người mang quà tới ghi rõ ràng Trung Nguyên Biêu Cục Triệu Yến Linh. Yến Linh, vậy là có người muốn hại chúng ta rồi. Rõ ràng là Thiết Y Vệ muốn ám hại chúng ta. Tại hạ cũng nghi ngờ là do Dương Tam Nương gây ra, mục đích chỉ muốn gây sự giữa mình và Lộ Bá Thiệt, mượn luôn thế lực của Tứ Đại Hầu dùng Hồ Quảng đó để gây thù với Đoàn Biêu mình. Cho nên khi tôi nhận được tin này, lập tức về báo cho Tam tiểu thư biết, để tìm ra cách để mà đối phó. Yến Linh cô nương, cô không cần phải lo lắng, chuyện này cứ giao cho tại hạ xử lý đi. Không, Lộ Thiên Dương lừng danh giang hồ, thế lực của Tứ Đại Hầu lại quá mạnh, chị Yến Linh đâu có thể để công tử đi mạo hiểm. Không sao, gia sư và Lộ Thiên Dương cũng có một chút giao tình, Lộ Bá Phụ với tại hạ cũng có một chút thân, chỉ cần tại hạ tới đó khuyên giải, nhất định giải thích rõ cái vấn đề hiểu lầm này. Kim Bất Phàm, để coi anh giải thích sao với tôi đây. Minh Châu, ta nghĩ không sai, chỉ cần ta tìm được Triệu Yến Linh thì có thể tìm ra được Phong Lưu công tử này. Minh Châu, đừng nói bậy bạ, mất công người ta cười chê. Nếu sợ người ta cười thì phải lập tức theo em về ngay. Không, anh còn công chuyện quan trọng, không thể nào về được. Kim Bất Phàm, anh coi đây là cái gì? Kim Bất Phàm, bái kiến ân sư. Đi. Minh Châu, anh đã nói rồi, tạm thời anh không thể nào đi được. Kim Bất Phàm, anh dám chống lại lệnh sư phụ? Đệ tử không dám. Vậy thì mau theo em về. Dạ. Anh còn không đi, em sẽ giết họ ngay. Hàng Minh Châu, người chơi chúng ta là đồ bỏ hả? Muốn giết là giết hay sao? Đúng là đồ ấu trĩ mà. Người nói cái gì? Lỗ tai của người bị điếc hay sao? Để bổn cô nương nói lại cho người nghe. Triệu Mộng Kiều, ta sẽ giết chết người trước. Vô đây, bổn cô nương sợ người sao? Chị à, đừng nóng nảy. Minh Châu, đừng làm bậy nha. Kim Bất Phàm, anh dám chống lại lệnh sư phụ còn nói nữa. Kim công tử, chuyện của Lộ Thiên Dương cứ để cho tôi tìm cách giải quyết. Công tử cứ theo cổ về đi, để khỏi bị phạm môn quy. Tôi... Kim Bất Phàm, anh còn đứng đó làm gì? Đi. Sao hả Yến Linh, em đích thân tới giải thích hiểu lầm với Lộ Thiên Dương sao? Theo như em đã suy nghĩ thì đây là một cách duy nhất có thể làm. Yến Linh, với tính tình cứng rắn của ổng, ổng cũng đang phẫn nộ, chỉ sợ không chấp nhận sự giải thích của mình.
Bất luận thế nào cũng phải thử một phen mới được. Yến Linh, theo chị nghĩ mình tạm thời đừng có đá động tới, cho dù có giải thích cứ chờ họ bớt giận đi rồi giải thích cũng đâu có muộn đâu. Chị à, ở trong địa phận này là dùng thế lực của tứ đại hầu, cho dù là mình cố ý lánh đi thì cũng khó mà tránh được sự chú ý của họ. Nếu là vậy thì càng chuốc lấy sự rắc rối. Cái đó cũng đúng. Vậy tính sao đây? Vì để làm sáng tỏ sự việc, em đành phải nhờ nhị tỷ và tỷ phu hộ tống dùng quyết thư. Tại sao? Yến Linh định là một mình sẽ đi bái chào Lộ Thiên Dương, rủi như có xảy ra chuyện gì thì hai người cũng có thể hộ tống quyết thư lên kinh thành để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó. Không được, chị phản đối. Yến Linh, anh cũng không đồng ý đêm mình em đi mạo hiểm như vậy. Nếu muốn đi thì tất cả cùng đi. Đúng rồi, nếu như Lộ Thiên Dương không có nghe giải thích, xảy ra xung đột thì một mình em cũng không đến nổi đâu. Ừ, được. Sáng sớm ngày mai mình sẽ cùng nhau đi gặp Lộ Thiên Dương. Theo hướng đoàn người của Triệu Yến Linh đi mà ta xét đoán, giống như ta đã nghĩ, đó chính là hướng về Bình Dương Trấn để gặp Lộ Bá Thiền thôi. Chuyến đi này họ không khác gì vào cửa tử, đừng có mong có người sống sót. Xin hỏi chú Nhân, vậy chúng ta làm sao đoạt được quyết thư? Chỉ cần hạ được Triệu Yến Linh thì quyết thư không còn quan trọng nữa. Thì ra là bại tướng Âu Dương Vô Địch. Hận phải đòi, thù phải trả, không có gì xa lạ. Âu Dương Vô Địch ta phải đấu trận huyết chiến với người. Đối phó với người đâu có cần ta đích thân ra tay. Tư Mã Băng Hữu, ngươi còn sống sót hả? Tư Mã Vô Tình, đây là kẻ thù lớn nhất của người đó. Giết hắn đi. Người nào là Triệu Yến Linh? Dẫn bối Triệu Yến Linh của Trung Nguyên Biêu Cục, bái kiến lão tiền bối. Triệu Yến Linh, người tới thật là đúng lúc. Triệu Thiên Hào là gì của người? Gia phụ. Hắn trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, ở trong giới bảo biều cũng tạm có tiếng, nhưng đối với cả võ lâm mà nói e rằng chưa có được hạng thứ. Cha của tôi xưa nay thẳng thắn chính chắn, thượng nghĩa hào hiệp, không có hư cấu tiếng tăm, dĩ nhiên đâu có danh tánh lẫy lừng như là Lộ Thiên Dương đây. À, dĩ nhiên tải biều chỉ bất quá là nghề thấp hèn của võ lâm. Không, nghề bảo biều chỉ nhờ sống vào khả năng những tháng ngày nguy hiểm của mình, không có gian dối lường gạt ai cả. Tuy rằng bán mạng cầu sinh, nhưng đó là bảo vệ tài vật tính mạng cho an toàn, chứ không phải cẩu thả cầu sinh. Đó cũng là một ngành nghề rất có ý nghĩa cho đời. Cho dù có ý nghĩa cách mấy, suy cho cùng cũng không đáng giá gì cả. Tiền bối cho rằng thế nào mới là đáng giá? Nếu không chiếm được thiên hạ, ít ra cũng phải hùng bá một vùng. Đó không phải là anh hùng, mà là giang hùng. Anh hùng hay là giang hùng cũng là đại nhân vật ngồi trên đứng trước. Anh hùng cái kiểu đó còn thua cái kẻ tiểu tốt nữa kìa. Hả? Lão phu cho đó là đại anh hùng, chứ không phải là tiểu tốt nhàm dở. Đó là cách nghĩ riêng của ông thôi. Người nói gì đi? Tôi... Chị à, tôi bỏ đi, đừng có cãi với lão tiền bối nữa. Xem ra người có vẻ biết chuyện hơn. Bao nhiêu tuổi rồi? Vừa tròn 19. Hả? Quạt màu ả đầu. Tiền bối cũng đã từng có ngày tháng tuổi thơ chứ. Quả nhiên có người đem một kẻ con nít ngẩn ngơ đứng ra tranh luận ngang hàng với lão phù, thiệt là buồn cười hết sức mà. Dẫn bối tới đây để kính xin tiền bối cảm thông. Hả? Nhờ ta cảm thông? Ừ, có người đã lạm dụng danh tánh của dẫn bối dâng quà chúc thọ. Ta biết chứ.
Ta đâu cho rằng ta là cuồng hay bị sỉ nhục. Trái lại đó chính là tượng trưng cho sự quang vinh. Ngoài lễ đó không phải là do giảng bối đã dâng kính. Ta biết cái chuyện đó chẳng phải là người. Giảng bối sẽ điều tra rõ ai đã mạo nhận danh tánh và sẽ có sự giao phó đàng hoàng. Không cần, tự ta sẽ biết điều tra. Cảm ơn tiền bối đã cảm thông. Giảng bối xin cáo từ. Hả? Ngươi tin tưởng rằng ngươi thoát được chỗ này hay sao hả? Tiền bối, ông nói như vậy nghĩa là sao? Chỗ này là của ta, ta sẽ quyết định mọi sự. Nhưng trước khi làm rõ ràng câu chuyện đó như thế nào, ta sẽ không để người rời khỏi được chỗ này. Con của ta, đem cách nhìn ở bên ngoài nói cho họ biết đi. Gia sư Lộ Bá Thiên tuổi đã 70, từ khi dưỡng chân giang hồ, nhiều năm qua tham dự chiến trận lớn nhỏ trăm lần, đánh đều được thắng nên mới có danh xưng chiến thần chiến thắng. Trung nguyên võ lâm chẳng ai có thể sánh bằng. 20 năm gia sư vì tin sự đồn nhảm của Mỹ Linh Giang Tử, lỡ giết nhân nghĩa chí sĩ Nhạn Nam Phi. Sau đó gia sư mới biết sự thật, hối hận vô cùng, do đó mới tự chặt tay chuộc tội, đồng thời tìm mọi cách để giết luôn kẻ mượn dao giết người, Mỹ Linh Giang Tử, người trong giang hồ. Đối với sự dám làm dám chịu của gia sư thì kính phục vô cùng, do đó mới xưng gia sư thành Đoạn Trưởng Thiên Dương. Xưng hô Thiên Dương là một danh xưng cao quý của võ lâm giang hồ. Hiện tại có nhiều người mạo nhận Triệu Yến Linh đã mạo phạm nghĩa phụ ngoài danh của Thiên Dương, cho nên bên ngoài đồn rằng Triệu Yến Linh phải có bản lãnh riêng tư nên mới có hành động như thế này. Bất luận sự biểu hiện của Triệu Yến Linh như thế nào, thủy chung vẫn là giảng sanh hậu bối. Cho dù có hay cách mấy, tối đa cũng chỉ là một kẻ cướp giật thôi. Giao lưu với những kẻ giang hồ bại loại như vậy, đâu có thể nói ngang hàng như một kẻ ân sư địa vị ngất cao này chứ. Tổng kết mọi sự việc, Triệu Yến Linh đã mạo phạm tới hoa danh của Thiên Dương, như vậy phải chịu trừng phạt để làm dịu sự công phẫn bên ngoài. Nè, mấy đại gia nói cái đó là lý lẽ gì đây chứ? Hồ đồ tôi càng nghe thì càng thấy hồ đồ đó. Ê, lão đầu, thần thế như người thế nào? Tại sao cứ gặp nói chuyện như vậy? Tôi, họ Giả, tên Hồ Đồ, là kẻ cận thân nhất của Biêu Đầu Thái Hán Anh Trung Nguyên Biêu Cột, kiêm cố vấn chỉ đạo của Tam Tiểu Thư Triệu Yến Linh, cũng có thể nói là vua nô bộc. Thế nào các vị, có đủ cao chưa? Nô bộc là nô bộc, đâu có thể nào xưng vua xưng chúa, rõ ràng là chuyện buồn cười. Huệ, Lộ Bá Thiên là người, Hồ Đồ cũng là người vậy, đồng thời là người mà, ông có thể xưng vua, tại sao Hồ Đồ không được chứ? Hồ Đồ thật là không hiểu, sự thật có cách biệt gì đây? Cách biệt ở chỗ thực lực. Người trong giang hồ về danh về vọng đều dứt khoát phải hội đủ thực lực đáng kể. Giảng bối chưa hề có sự nghi ngờ thực lực của Thiên Dương, thì tội gì giảng bối phải làm khó dễ như vậy? Nếu như lão phu thả bọn người đi dễ dàng, những người biết chuyện sẽ cho là lão phu sợ Triệu Yến Linh nhà người, cho nên dứt khoát phải có sự thử thách. Được, xin hỏi tiền bối định thử thách như thế nào? Nếu như bọn người qua được ba cái ải, lão phu dứt khoát thả bọn người đi ngay. Ba ải thế nào? Ải thứ nhất, Tháo Trường Ưng Phi. Ải thứ nhì, Thần Kiếp Ba Hồi. Ải thứ ba, Thiên Dương Tọa Trấn. Còn nội dung thì sao? Nội dung tường tận, dĩ nhiên lão phu sẽ cho biết rõ sao. Lão phu cho ba ngày thời gian mọi người suy tính, hãy nghiên cứu cách phá giải nó đi. Lộ lão Dương không, Lộ Thiên Dương ơi, có thể thố lộ chút xíu không? Giả tỷ như không phá giải được thì hậu quả thế nào? Một con đường chết. Không, Hồ Đồ sợ chết lắm. Có thể trốn được không vậy hả? Chỉ cần bọn người có khả năng trốn khỏi Thiên Dương phủ, cứ việc tự nhiên. Xin tiền bối cứ việc an tâm, đoàn người của chúng tôi tuy không dám nói mạnh bạo, nhưng cũng không phải là hạng ham sống sợ chết, nhất định sẽ chấp nhận sự thử thách của tiền bối. Pháp của Tư Mã Vô Tình lẫn Âu Dương Vô Địch quả thật cao siêu tột đỉnh, những kẻ thông thường khó thể đỡ nổi. Hèn chi hai người dám tự cao tự phụ như vậy. Ngoại trừ võ nghệ của đại đẳng đầu ra, kiếm pháp của bọn họ làm cho bổn tọa phải e dè. Kính bẩm chủ nhân, theo nhận xét thì trận đấu của hai người này ai sẽ là kẻ thắng cuộc đây? Dứt khoát là Tư Mã Vô Tình. Nếu nói vậy thì kiếm pháp của Tư Mã Vô Tình hơn Âu Dương Vô Địch rồi. Thực lực của hai người tương đối cao thấp như nhau,
không thể phân biệt ai cao thấp được. Riêng về Tư Mã vô tình quá liều, nội tâm không có tình cảm, chẳng có biết sợ sệt, tấn công liều lĩnh. Còn Âu Dương vô địch đó lại trái ngược hẳn, vậy thì chắc chắn phải bại. Nhìn họ đấu quyết liệt như vậy, họ đã hoàn toàn mất lý trí, xem ra sẽ có một người ngã xuống rất nhanh. Ngươi lầm rồi, thật ra họ chưa dốc hết khả năng của mình. Nếu không, kiếm pháp của họ càng khiếp sợ hơn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì Tư Mã vô tình đã mất hết lý trí, không có biết phản ứng, sử dụng kiếm hoàn toàn nhờ vào nội lực tự nhiên của mình, chưa có phát huy triệt để cái tinh xuyên của vô tình tam tuyệt kiếm. Trái lại, Âu Dương vô địch có lý trí hơn Tư Mã vô tình, kìm hãm được tuyệt chiêu của hắn, không dễ gì để cho hắn phát hiện ra. Nếu là như vậy, tại sao chủ nhân không sai chúng ta đi ra giúp cho hắn, để giết chết Âu Dương vô địch? Không, các người không có giúp được hắn đâu, trái lại còn bị hắn giết đó. Tại sao vậy? Sự có mặt của các người vô tình khơi lại cho Âu Dương vô địch sử dụng lại tuyệt chiêu. Trong khi Tư Mã vô tình mất lý trí, không có nhận ra ai, đối với các người không có ngoại lệ. Với tình hình đó, các người còn sống được hay sao? Xem nè, Âu Dương vô địch sắp chịu không có nổi được kìa. Lục Cước. Dạ. Mau cản Tư Mã vô tình. Dạ. Xin hỏi chủ nhân, Tư Mã vô tình đuổi như vậy, chừng nào mới chịu ngừng đây? Không ngừng không nghỉ, cho tới khi giết chết Âu Dương vô địch mới thôi. Không lẽ không có sự thay đổi sao? Không đâu, ngoại trừ gặp nước thì ngừng. Gặp nước thì ngừng? Tình trạng này không có đáng ngại, khỏi cần phải lo. Để Lưu Phước đi cản hắn là được rồi. Hiện tại quan trọng nhất phải lưu ý về mặt phát triển của Triệu Yến Linh. Mình đợi xem Lộ Lão đối phó với Triệu Yến Linh như thế nào. May quá, nếu như mình tới chậm một bước thì hắn sẽ tỉnh lại ngay, mọi sự việc sẽ nguy hiểm. Thật là khó khăn biết dừng nào. Lạ quá, rõ ràng là một kẻ có tình có nghĩa mà lại trở thành khiếp sợ như vậy. Thực sự không biết tại sao như thế này. Nhìn cách liều lĩnh của hắn, chỉ biết đánh càng, đánh ẩu tả. Phải chăng hắn đã bị trúng cực độc để Du Tâm là khống chế? Có lẽ là Du Tâm Đường để dùng mọi thủ đoạn để mà bắt hắn đi đánh người, lợi dụng hắn thành một công cụ sát thủ. Cái tên Du Tâm Đường này thiệt là lòng lan giả thú mà. Trong trường hợp như vậy, Âu Dương Du Địch ta đâu có thể khoanh tay đứng nhìn, phải tìm cách giúp đỡ hắn trở lại, thoát khỏi sự kìm kẹp của Du Tâm Đường. Có bán chỉ thiêu đúng màu không? Có. Có màu hồng, màu đỏ, màu hường, ba cái màu đó hay không? Có, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô nương. Cảm ơn ông. Kính bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã liên lạc được với người theo dõi tại Bình Dương Trấn. Căn cứ vào tin tức của hắn, đoàn người của Triệu Yến Linh đang bị giam trong Thiên Dương Phủ, phải trải qua được ba cái ải thử thách mới có thể rời khỏi. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Tiên Anh, kỳ này ngươi thể hiện tốt lắm. Chờ chuyện của Triệu Yến Linh xong xuôi, trở về địa phận, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi xứng đáng. Tạ ơn chủ nhân. Tiên Trần, ngươi không nên vì vậy mà buồn tủi, cố gắng không có ngừng tay. Trong sổ ghi công, tự nhiên bổn tọa sẽ ghi giùm cho ngươi. Dạ. Trước đây bổn tọa dùng cái kế Dương Đồng kích Tây, mục đích chính là lợi dụng tính tình của Lộ Bá Thiền. Thêm vào nữa, dụng ngay thế lực hùng mạnh của ông ta để đối phó với Triệu Yến Linh. Xin hỏi chủ nhân, thật ra Lộ Bá Thiền có nhược điểm ở chỗ nào? Lão Lộ này suốt đời chú trọng tới oai danh của mình,
Bất cứ ai chạm tới hoa danh của ông ta thì trả thù nghiêm khắc. Bổn tọa lợi dụng danh tánh của Triệu Yến Linh, dùng đoạn chướng vàng làm quà chúc thọ, mục đích để khiêu gợi sự xung đột của hắn. Bây giờ mà nói, phát triển thượng thảo lắm rồi. Về cái điểm này, bổn tọa rất là vừa ý. Nói một cách khác, dưới sự sắp xếp của chủ nhân, Triệu Yến Linh phen này chắc chắn là hung nhiều kiết ít. Chưa có hẳn đâu. Các người đừng bao giờ khinh thường Triệu Yến Linh. Với tuổi trẻ của y, y đã phá được Triệu Ảnh Kiếm của Ngũ Đảng Đầu Đoạn Tràng Hồng. Nhờ đó mà cô ta đã nổi tiếng lên. Cộng thêm bên cạnh có Thái Hán Anh lẫn Giang Hồng, hạ được Mê Hồn Tán của Ngũ Đảng Đầu. Hiện tượng đó, Yến Linh quả thật có bản lĩnh hơn người. Cái đó chẳng qua là cô biết lợi dụng tình thế thôi. Không, bổn tọa đã thử dùng khí sát ma cầm để thử y. Phát giác trong cơ thể của Triệu Yến Linh có một nội lực mà người khác không thể nào bằng được. Như vậy cho thấy cô ta ngoại trừ tài tú, khả năng đã hơn mọi người khác rồi. Về thực lực, không nên đánh giá thấp.